Vạn cổ chí tôn, Lý Vân Tiêu. Tập 22. Một số võ giả ở gần bị dọa sắc mặt tái nhợt, đáy lòng dâng lên khí tức tử vong, tràn ngập tuyệt vọng. Ngay vào lúc Hổ Vương chiến xa nổ tung thì một đạo thân ảnh từ trong tòa lầu trang nhã lao ra ngoài, nhẹ nhàng lao tới gần ánh sáng hình nấm kia. Chính là Tân Bì, hắn vẻ mặt bình tĩnh vươn tay ra, lập tức một ánh sáng phòng ngự hiện ra ngoài, một hình tròn lấy hắn làm trung tâm bao phủ các nơi. Ánh sáng hình tròn này bao phủ vụ nổ hình nấm lan sang nơi khác. Ầm ầm. Mọi người cảm thấy hoảng sợ khi nhìn thấy vụ nổ bị bao phủ trong màn sáng phòng ngự của Tân Bì, sau đó hào quang kia tiếp tục một thời gian, lúc này mới dần dần dập tắt và hóa thành hư vô. Tân Bì thở ra một hơi, một đạo ánh sáng màu xanh lóe lên rồi biến mất, phòng ngự lập tức mở ra. Chỉ thấy một hố sâu đường kính hơn 20 mét xuất hiện, sâu không thấy đáy. Đại hán cưỡi đại chùy biến mất không thấy đâu, chắc là thi thể và ngũ giai chiến chùy cũng tan biến thành mây khói rồi. Giáo huấn hắn một chút là được rồi, cần gì làm ra động tĩnh lớn như thế chứ? Tân Bì trách cứ nhìn qua Lý Vân Tiêu đứng cách đó không xa, nhưng trên mặt của hắn lại vui vẻ rất nhiều. Tiểu tử, thật độc ác. Sở Vũ vẻ mặt âm trầm hiển hiện trên không trung, hàn khí bức người, nói. Tại đây cũng không phải là Hỏa Ô đế quốc. Không phải do ngươi làm càn. Lý Vân Tiêu không sợ uy áp phú hoàng của Sở Vũ chút nào, bất đắc dĩ khoát hai tay, lắc đầu nói. Hắn bảo ta lăn xuống, vì vậy ta lăn xuống theo lời của hắn, bởi vì nơi này không phải Hỏa Ô đế quốc, cho nên làm việc phải cẩn thận, người ta nói cái gì thì ta thành thành thật thật làm cái gì a? Hắn lúc này cười lạnh, nói. Nhưng mà, đời này ta chưa từng thấy qua thỉnh cầu biến thái như thế, ha ha ha. Ngươi. Sở Vũ giận dữ, hắn thân là thành viên Hoàng Thất Thiên Hương đế quốc, cộng thêm hắn là cao thủ võ hồng, cho tới bây giờ đều là hắn hất hàm sai khiến kẻ khác, khi nào bị người ta chống đối và trào phúng như vậy chứ? Muốn chết! Hắn lập tức ra tay, đầu ngón tay bắn ra một đạo hào quang, phát ra tiếng xé gió bén nhọn đâm thẳng vào mi tâm Lý Vân Tiêu. Phanh! Thân ảnh Tân Bì lóe lên, một quyền trực tiếp đánh vào đạo hào quang kia, hai lực lượng nổ tung trên không trung. Chẳng khác gì hoa cúc rơi rụng. Sở Vũ huynh, Hồ Quang chỉ tinh tiến không ít a, rất muốn lại luận bàn một chút đấy. Tân Bì vẻ mặt cười lạnh nhìn chằm chằm vào Sở Vũ, nhìn biểu lộ âm trầm như chảy ra nước của đối thủ, cảm thấy nội tâm vui thích, thoải mái nói không nên lời. Đám võ giả chen chúc bên dưới lúc này càng tránh ra xa xa, tất cả đều không dám tới gần nơi này. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Vừa rồi nếu không có Tân Bì ra tay, sợ rằng đã chết một đám lớn, huống chi bây giờ là hai gã cường giả vũ hoàng đối nghịch, càng hoảng sợ tránh đi. Ha ha, hai người các ngươi cũng không sợ những tiểu bối nơi này chê cười hay sao? Hoắc Sâm vẻ mặt cười hì hì xuất hiện giữa hai người, nói. Muốn luận bàn cũng nên tìm ngày tốt lành chứ, hiện tại thời gian không còn sớm, cũng nên làm chính sự đi đã. Nếu chậm trễ thì đấu tranh đoạt danh ngạch, ba người chúng ta ai cũng không gánh được trách nhiệm này. Tân Bì cười lạnh nói. Hoắc Sâm huynh nói đúng, nhưng mà ta sợ Sở Vũ huynh ngứa tay nên không nhịn được ra tay. Sở Vũ xanh mặt, hắn nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu nói. Hy vọng ngươi vẫn có vận khí tốt như thế, có thể còn sống rời khỏi Quỳnh Hoa Đảo. Lý Vân Tiêu khinh thường ngoáy ngoáy lỗ tai, cười nhạo nói. Lời này vì sao ta nghe ra không được thoải mái nhỉ? Ngươi buổi sáng rời giường có phải đã ăn cứt không? Chi? Tất cả mọi người giật mình, hít khí lạnh, cũng dám nói chuyện như thế với một tên vũ hoàng. Những đệ tử ở xa xa nhanh chóng lui lại, bọn họ có lẽ đã cảm nhận được lửa giận kinh thiên của Sở Vũ, sợ gặp nạn. Ngươi, thật muốn chết. Sở Vũ tức giận như nổ tung, chung quanh người có hơi nước. Nhưng nhìn thấy Tân Bì cảnh giác ngăn cản trước mặt Lý Vân Tiêu, lập tức hít sâu mấy cái, cố nén tức giận, hàm răng nghiến ken két. Hoắc Sâm cũng cảm thấy mồ hôi lạnh đổ toàn thân. Vạn phần bội phục nhìn qua Lý Vân Tiêu, xấu hổ cười nói. Tiểu tử này thú vị, có gan, thật không biết mạng của hắn đủ cứng hay không. Tân Bì lạnh lùng nói ra. Mạng tiểu bối là do tiểu bối nắm giữ, nếu là có người cảm thấy không được được, âm thầm dở trò quỷ. Hắc hắc, nơi này có mấy ngàn người, cũng đủ lão tử giết một hồi. Hắn sợ Sở Vũ thi thủ đoạn, cho nên phóng ngoan thoại. Nếu như ở Quỳnh Hoa Đảo bị cùng thế hệ giết, vậy thì hắn không nói gì. Nhưng nếu có cường giả âm thầm ra tay,
hắn tất nhiên sẽ giết mấy ngàn võ giả của Thiên Hương quốc tham gia thi đấu lần này. Sắc mặt Sở Vũ đại biến, Tân Bì nói nghĩa gì hắn hiểu, nếu là như thế, tới lúc đó sẽ biến thành hai nước đại chiến, hơn nữa không chỉ là cuộc chiến giữa phàm nhân. Tất cả thế lực lớn khẳng định đều tham dự, thậm chí cuối cùng thánh vực ra tay cũng có khả năng. Ha ha, Tân Bì huynh nói quá lời. Trên Quỳnh Hoa đảo có cường giả ba thế lực tọa chấn, ai dám lén lút giở trò quỷ. Hoắc Sâm thấy chàng diện cương cứng, vội vàng đi ra hòa giải nói. Việc này không nên chậm trễ, bắt đầu đi. Hai người lúc này mới phân biệt thối lui, lạnh lùng đối nghịch với nhau, không nói thêm cái gì nữa. Nhưng mà sắc mặt Sở Vũ âm trầm bất định, trong đầu suy nghĩ những chuyện ngày trước. Một trong bốn đại thế gia Hỏa Ô đế quốc Chu gia bí mật sai người triều bái, đưa ra thẻ đánh bạc khiến hắn động tâm, yêu cầu mượn tay Thiên Hương đế quốc trong thi đấu tranh đoạt danh ngạch tiêu diệt Lý Vân Tiêu. Hơn nữa còn thu thập đầy đủ tư liệu về Lý Vân Tiêu, cũng đưa tới cho hắn xem. Lúc trước hắn xem xong thì kinh ngạc một hồi, thậm chí hoài nghi tư liệu ghi sai, chính mình lại phái người lẻn vào thành Thượng Dương tiến hành điều tra, lúc này mới có thể xác định. Đặc biệt là một trận chiến trên Kim Ô Lôi Bệ Thần, phất tay đè chết Phú Tông, mặc dù có chút vận khí nhưng có mấy vạn người làm chứng. Sở Vũ phục hồi tinh thần lại, ánh mắt nhìn qua La Thanh Vân ở xa xa, gật gật đầu, sát ý giạt rào. La Thanh Vân là đệ tử nước ngoài, thân phận ngay cả hắn cũng không rõ ràng. Vốn căn bản sẽ không cho hắn tham gia, nhưng Chu gia đưa tới thẻ đánh bạc quá lớn, hắn vì mục đích ổn thỏa, lúc này mời La Thanh Vân vào thi đấu tranh đoạt danh ngạch lần này. Bởi vì hắn thăm dò qua, thực lực La Thanh Vân không chỉ là tam tinh vũ tông đơn giản như thế. Nếu như La Thanh Vân ra tay, Lý Vân Tiêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sát ý trên mặt Sở Vũ đã bị hơn vạn đệ tử nơi đây nhìn thấy, trong lòng đổ mồ hôi lạnh, biết rõ chuyến đi Quỳnh Hoa đảo sẽ không quá bình yên. Tân Bì thì cười lạnh, ánh mắt dò xét La Thanh Vân một lát, tuy cảm thấy có chút không nhìn thấu, nhưng nội tâm của hắn vẫn thập phần yên tâm về Lý Vân Tiêu. Có lẽ là do tận mắt nhìn thấy cảnh ở thuật luyện sư công hội, chiến tích lấy một địch ba quá kinh thiên, lúc này mới sinh ra tin tưởng vào Lý Vân Tiêu. Chư vị, đều an tĩnh. Hoắc Sâm đi lên không trung vài bước, nhìn qua đám đệ tử lãnh đạm hoặc đang hoảng sợ ở xa xa, nói. Ta không nói nhảm cái gì cả. Tổng cộng 2.000 danh ngạch, có hơn 1 vạn người dự thi, thời gian là 3 ngày. Hắn lấy ra một viên tinh thạch hình vuông dơ lên cao cao, dưới ánh mặt trời nó tỏa ra hào quang sáng ngời. Viên tinh thạch tứ giác khảm nạm viền vàng, chính giữa có ký hiệu phong cách cổ xưa không ngừng xoay tròn, tỏa ra hào quang thần bí. Hoắc Sâm giải thích nói. Trên Quỳnh Hoa đảo có đặt 2.000 viên tinh thạch như thế, mỗi viên đại biểu cho một danh ngạch tiến vào Tu Di Sơn. Mỗi người có thể thu thập vô hạn, có thể tìm được bao nhiêu là bao nhiêu. Quy tắc cũng thập phần đơn giản, trừ không được ác ý giết người ra, có thể sử dụng bất cứ thủ đoạn nào. Trên hòn đảo có cao thủ Độn Thế Cốc, Tụ Thiên Tông và Thiên Hà các ba thế lực giám thị, nếu như có người gặp phải nguy hiểm tính mạng, có thể hô to, ta nhận thua, lập tức sẽ có cao thủ xuất hiện cứu giúp, hơn nữa còn mang ra khỏi Quỳnh Hoa đảo, nhưng mà tất cả tinh thạch phải giao ra, một lần nữa thả lại trên đảo. Nếu có tinh thạch trong 3 ngày không bị phát hiện, trong thời gian của ngày cuối cùng, những tinh thạch này sẽ bị trận pháp trấn bay lên không trung, sẽ xuất hiện toàn bộ. Đến lúc đó tất cả bằng vào thủ đoạn, người có năng lực sẽ có được. Những quy tắc này mọi người kỳ thật đã sớm biết, Hoắc Sâm cũng chỉ tuyên bố một lần nữa mà thôi. Kế tiếp, bắt đầu mở cổng truyền tống. Hắn điểm tay vào trên không trung, lập tức một đạo quang mang bắn vào mặt đất, bắt đầu lan tràn ra. Những nơi đi qua là đạo vân trải vài, bắt đầu hình thành đại trận. Bốn phía của trận pháp này khảm nạm hơn 1.000 viên nguyên thạch nguyên khí 10 phần, được Hoắc Sâm kích phát những nguyên thạch tại trận nhãn tỏa ra hào quang sáng ngời, rất nhanh có một tia sáng từ trung tâm trận pháp bắn ra, nó xoay tròn trên không trung không tiêu tán. Đây là cổng truyền tống khoảng cách gần, trực tiếp thông tới Quỳnh Hoa đảo. Hơn nữa là lập tức truyền tống, mỗi người sẽ có điểm rơi khác nhau. Nếu như có đệ tử cùng môn phái, vậy cứ bằng vào thủ đoạn tụ tập với nhau. Trên mặt Hoắc Sâm tươi cười, ánh mắt dần dần ngưng tụ, nói. Hiện tại, tất cả mọi người vào đi thôi. Cổng truyền tống mở ra, tuyệt đại đa số đệ tử đều lần đầu tiên nhìn thấy truyền tống trận pháp, tất cả đều nhiệt tình tăng vọt, không ngừng tiến vào trong đó, kỳ vọng trước một bước tìm được nguyên thạch danh ngạch. Đã qua 1 phút chỉ còn lại một chút người lẻ tẻ,
không chút hoang mang đi vào trong đó. Trong đó một gã nam tử cẩm y áo xanh đi qua người Lý Vân Tiêu, lạnh lùng liếc hắn một cái, liền đi vào trong truyền tống trận. Phía sau hắn cùng có không ít đồng bạn, tất cả như trêu tức nhìn qua Lý Vân Tiêu, từng người theo vào. La Thanh Vân vẫn nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, đợi đến lúc đám người đi cả, chỉ còn hai người bọn họ thì hắn làm ra thủ thế mời, nói. Mời đi trước. Lý Vân Tiêu liếc hắn một cái, không khách khí đi vào, nhàn nhạt trả lời. Khách khí. Hắn vừa rồi danh tiếng đại thịnh, đã biến thành bia cho người ta ngắm. Vừa đi vào truyền tống trận, cảnh tượng trước mắt biến ảo cũng đã đổi không gian, đi vào trong rừng cây. Nghe thấy ở xa xa có tiếng sóng gầm, Lý Vân Tiêu biết rõ đã đến Quỳnh Hoa Đảo, hắn nhắm hai mắt lại, lập tức cho thần thức khuyết tán ra, muốn dò xét tình huống trên hòn đảo, lại đột nhiên nhướng mày, hắn tiến tới vài trăm mét đã bị một lực lượng vô hình ngăn cản, khó có thể lại khuyết tán mảy may. Ân, vậy mà bố trí cấm thần trận pháp. Hắn nhíu mày tưởng tượng, lẩm bẩm. Bỏ đi, nếu dùng đại diễn thần quyết cưỡng ép giải khai cấm chế trận pháp, sợ sẽ khiến bạo động, trước thử thời vận nói sau. Thân ảnh của hắn lóe lên, biến mất trong rừng cây. Trong một nơi khác của Quỳnh Hoa Đảo, tên nam tử cầm y áo xanh trong tay cầm một viên tinh thạch danh ngạch, hắn vận khí vô cùng tốt, sau khi truyền tống đi vào thì phát hiện một viên tinh thạch trên ngọn cây, tiện tay lấy xuống. Đây là viên đá kỳ quái nào đó, bên trong có ấn ký. Nam tử cẩn thận quan sát, một kỳ hiệu cổ quái không ngừng chớp động trên tinh thạch, cho người ta cảm giác mạnh mẽ. Tinh thạch danh ngạch. Một giọng nói la hoảng trên không trung, lập tức hai đạo nhân ảnh lập tức rơi xuống, một trước một sau có xu thế vây quanh hắn, trong mắt hai người bắn ra hào quang, nhìn chằm chằm vào viên tinh thạch, vui vẻ nói. Ha ha, vận khí. Vừa mới tiến vào Quỳnh Hoa Đảo để cho huynh đệ chúng ta ở cùng một chỗ, lại gặp được tinh thạch. Tiểu tử, thức thời giao tinh thạch ra đây, tha cho ngươi một mạng. Nam tử cẩm y áo xanh lườm qua hai người, hắn cẩn thận thu tinh thạch lại, lúc này mới chậm rãi nói. Trên người các ngươi không có tinh thạch, đi thôi, nên đi đào móc nhiều một chút, sau đó ta lại tới tìm các ngươi. Cái gì, ha ha, sư huynh, ngươi nghe thấy hắn nói cái gì chưa? Tên sư đệ không nhịn được cười ha hả. Tên sư huynh nhe răng cười tươi, nói. Nếu hắn không biết điều, vậy nên cho hắn một bài học. Tiểu tử, đợi lát nữa đừng có hét nhận thua đấy nhé. Hai người dựa vào bộ pháp kỳ dị vây quanh nam tử cẩm y màu xanh kia vào trong, các loại ảo ảnh không ngừng biến ảo, chân thân của hai người ẩn mà không hiện, không biết ở nơi nào. Ha ha, tiểu tử phát hiện gì không? Bộ pháp của chúng ta là hai người liên thủ. Hư thật tương hợp, cũng thực cũng giả, khó có thể công phá. Sư đệ, nói nhảm với hắn làm cái gì? Động thủ. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu. Mấy đạo công kích phá không bay tới, hơn 10 đạo ảo ảnh công kích phô thiên cái địa, toàn bộ phương vị không góc chết đánh vào nam tử cẩm y áo xanh, tránh cũng không thể tránh. Phanh. Nam tử cẩm y áo xanh hừ lạnh một tiếng, không tránh không né, trực tiếp đánh ra một quyền. Dường như có lực lượng vô cùng lớn, không gian dưới một quyền của hắn sinh ra vặn vẹo, công kích phô thiên cái địa rơi vào trong không gian vặn vẹo bị quyền phong của hắn xoắn nát, áp xúc thật nhanh. Cái gì? Hai gã nam tử hoảng sợ kêu to, bộ pháp hơi dừng lại, chân thân hiện ra. Nam tử cẩm y áo xanh đánh ra một quyền, không gian vặn vẹo và áp xúc kia cũng đánh tới, lập tức khôi phục bằng phẳng, lúc này tất cả công kích bị áp xúc bắn ra, tất cả đều đánh thẳng vào một tên nam tử. Oanh! Nam tử kia không kịp tránh né, trực tiếp bị quyền phong đánh thẳng lên người, cả thân thể nổ thành 4-5 khối, tứ chi tan nát. À! Một tên nam tử khác há to mồm, hoàn toàn ngây ngốc, đầu óc trống rỗng, sư huynh của hắn đã chết. Audio điện tử võ tấn bền. Trong thế giới võ giả, dưới 50 tuổi được xem là cực kỳ trẻ tuổi. Không ít người cho tới bây giờ đều ở trong tông môn tu luyện. Chưa từng trải qua thực chiến gì đó, mặc dù có mấy lần chiến đấu cũng chỉ là điểm tới là dừng. Trong thế hệ trẻ trải qua chém giết sinh tử rất ít, tên nam tử này là một trong số đó, nhìn sư huynh của mình lập tức nổ chết, đầu óc trống rỗng, đứng nguyên tại chỗ. Hừ, nam tử cẩm y áo xanh trong mắt mang theo khinh miệt, cong ngón búng ra, một đạo kình phong trực tiếp phá không mà đi, đánh thẳng vào ót nam tử kia. A, không muốn a hát, ta nhận.
Nam tử kia bị tiếng xé gió làm giật mình tỉnh lại, lập tức bị cảm giác tử vong bao phủ, hắn sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng xin tha. Phanh! Đáng tiếc hắn vẫn nói chậm một bước, cái ót lập tức bị kình khí xuyên thủng, tạc ra một lỗ máu, thân thể ngã xuống, chết không thể chết lại. Thủ đoạn thật độc ác, quy củ tỉ thí không cho phép ác ý giết người, người quên sao? Một gã nam tử nhíu mày, dần dần xuất hiện trước mặt nam tử cẩm y áo xanh, mặc một bộ đại bào màu đỏ to lớn, hắn chính là nhân viên phụ trách trên Quỳnh Hoa Đảo. Ác ý giết người. Áo lam nam tử khinh thường nói. Đại nhân, chẳng lẽ ngươi không phát hiện bọn chúng muốn giết ta trước sao? Chẳng lẽ ta tự vệ phản kích cũng xem như ác ý giết người? Nam tử áo bào đỏ âm trầm, hai người vừa chết chính là đệ tử thế gia Hỏa Ô Đế Quốc. Hắn dùng ngữ khí ngoan lệ nói. Hừ, tự vệ phản kích, ngươi rất được a, tiểu tử ngươi là người Mộc Húc Đế Quốc. Nam tử cẩm y áo xanh khinh thường, ngạo nghễ ngẩng đầu lên, khẽ nói. Mộc Húc Đế Quốc Trấn Thiên Giáo Lãnh Tuyền, đại nhân có gì chỉ giáo? Nam tử áo bào đỏ nhìn thấy tên này kiệt ngạo bất tuân, hận không thể một trưởng chụp chết hắn đi, tức giận nói ra một câu sau đó biến mất. Tiểu tử ngươi có gan, đừng rơi vào trong tay ta. Lãnh Tuyền hừ lạnh một tiếng, không chút phật lòng. Hắn lấy ra một khối huyền khí hình tròn, khắc phía trên cái gì đó, tập trung tinh thần nhìn vào. Hướng đông ba dặm có một đồng môn, ân, đang tới gần đây. Đây là trận khí liên hệ đồng môn, mỗi đệ tử tông môn đều có một khối, trong khoảng cách trăm dặm có thể biết vị trí của nhau. Không ít đệ tử tông môn tiến vào Quỳnh Hoa Đảo đều có thứ này. Tổng cộng 2.000 danh ngạch, thời gian 3 ngày. Hừ hừ, ta ít nhất phải đạt được một nửa. Trong mắt của hắn bắn ra tinh quang, lộ ra một nụ cười tự tin, sau đó biến mất trong rừng cây. Thời gian ngày đầu tiên trôi qua nhanh chóng. Xung đột xảy ra hôm nay cực nhỏ, dù sao tất cả mọi người mới vừa tiến vào trong hòn đảo, đối với những người khác bảo trì thái độ vô cùng cẩn thận, hơn nữa tất cả mọi người là vừa bắt đầu, cơ hồ không có mấy người có tinh thạch, không đáng mạo hiểm động thủ. Trừ hai tên đệ tử Hỏa Ô Đế Quốc bị Lãnh Tuyền giết ra, cũng không có người nào khác tử vong. Ở ngoài hồ Minh Tâm, Tân Bì ba người nhàn nhã ngồi trong tòa lầu nhìn mặt nước yên tĩnh. Đây chính là do truyền tống trận pháp của Quỳnh Hoa Đảo ảnh hưởng, trên đó ghi chép tình huống của các loại tinh thạch. Cả bản đồ Quỳnh Hoa Đảo có phân bố 2.000 khối tinh thạch, trong ngày đầu tiên, càng ngày càng nhiều tinh thạch hội tụ cùng một chỗ, hiển nhiên có người bắt đầu thu thập. Mới qua ngày đầu tiên, thậm chí có người thu thập đến 32 khối. Không biết là đệ tử nhà ai? Hoắc Sâm lẳng lặng nhìn qua phân bố tinh thạch và hướng di động của kẻ này, nhíu mày nói. Người này hình như có thể điều tra tình huống tinh thạch, các ngươi xem 32 khối tinh thạch này thường hướng tới vị trí viên tinh thạch tiếp theo. Làm sao có thể, ở trên đảo thiết trí trận pháp che đậy thần thức. Cho dù là tứ giai thuật luyện sư tồn tại, có thể cảm giác không gian cũng không thể vượt qua 100 mét. Sở Vũ khó mà tin lắc đầu, trong mắt tinh quang chớp động nói. Hơn nữa tinh thạch cũng có trận pháp che đậy, cho dù ở trên đảo không che dậy thần thức, cũng không có người nào cảm giác được. Trong lòng Tân Bì khẽ động, đột nhiên nghĩ đến Lý Vân Tiêu. Tiểu tử kia là người được Bách Lý Công Cẩn tự mình ban phát huy chương ngũ giai thuật luyện sư, là ngũ giai hàng thật giá thật. 32 viên tinh thạch hội tụ cùng một chỗ, có phải là hắn lấy hay không? Nhóm tinh thạch này tới từ các nơi khác nhau, nhưng đã có người có thể làm được, cũng đã phá giải ảo diệu. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn nóng bỏng. Dựa theo loại tốc độ này, thu thập hơn 100 khối là không thành vấn đề. Hoắc Sâm cùng Sở Vũ sắc mặt lập lòe bất định, đều kỳ vọng người nọ là đệ tử đế quốc của mình. Lý Vân Tiêu ngày đầu tiên thoải mái nhàn nhã đi dạo trên đảo, đại khái quen thuộc địa hình nơi này. Hòn đảo này có phạm vi mấy trăm dặm, một vạn người đặt trên đó cũng chỉ lẻ tẻ mà thôi. Hắn vận khí quá bình thường, một khối tinh thạch danh ngạch cũng không có phát hiện. Nhưng mà trên vạn người, tổng cộng chỉ có 2.000 khối, chính mình tìm được chỉ có xác suất 1/5. Hắn ảo não, hắn bất chấp bị hoài nghi, một tay niết bí quyết, cẩn thận thi triển đại diễn thần quyết, thần thức khuyết trương ra xa, bắn ra bốn phía, hình dạng mặt đất Quỳnh Hoa Đảo dần dần hiện rõ trong linh thức của hắn. Ân! Hắn khẽ chau mày, lập tức mỉm cười, thu hồi thần thức, hắn lao nhanh về một hướng. Trên một khối đá to lớn, Lý Vân Tiêu cười hì hì dùng sức giẫm mạnh, lập tức có lực lượng truyền xuống dưới chân,
cả nham thạch nứt vỡ ra, hóa thành hòn đá bắn ra bốn phía. Xíu, yêu yêu. Một đạo nhân ảnh lập tức lao ra khỏi nham thạch, hắn nhanh chóng bỏ chạy về một hướng. Ha ha, muốn đi. Lý Vân Tiêu hoành độ hư không, lập tức hư không một chảo, lập tức tập trung vào người nọ, một đạo uy áp tỏa ra làm người kia hoảng sợ. Ai, là ai, chúng ta không oán không cừu, tại sao muốn bắt ta? Người nọ không ngừng giãy giụa, trên mặt đầy vẻ hoảng sợ, thất thanh nói. Lăng không mà đứng, ngươi là Vũ Tông. Lý Vân Tiêu cười hì hì đáp xuống đất, cười nói. Ta không phải Vũ Tông, nhưng chỉ dùng bí pháp mà thôi. Ngươi giao tinh thạch danh ngạch ra đây, ta cho ngươi đi. Tinh thạch danh ngạch, ta nào có. Người nọ nghe xong không phải Vũ Tông lập tức thở ra một hơi, nhưng sau khi thấy rõ tướng mạo Lý Vân Tiêu thì hét to. Ngươi, ngươi là Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Ân, ngươi nhận ra ta, không thể ngờ ta là danh nhân a. Người nọ vẻ mặt cười khổ nói. Ta chính là đệ tử Hỏa Ô Đế Quốc, trận chiến kinh người của Vân Thiếu, phất tay đè chết Vũ Tông, cả nước đều biết. Gặp được ngài còn thảm hơn gặp Vũ Tông, thành chủ đại nhân bỏ qua cho ta đi, trên người của ta không có tinh thạch danh ngạch. Sắc mặt Lý Vân Tiêu phát lạnh, lập tức lạnh lẽo nói. Không có tinh thạch danh ngạch, hừ, không có thì ngươi trốn trong nham thạch không nhúc nhích làm gì. Còn ngươi người nọ đảo một vòng, gấp gáp nói. Ta đang luyện công, ta luyện công pháp thổ hệ, cần tu luyện trong nham thạch. Nếu như Vân Thiếu không tin, ta có thể biểu hiện ra cho ngươi xem. Lý Vân Tiêu khua tay nói. Bỏ đi, nếu ngươi không biết điều, ta chỉ có giết ngươi mà thôi. Trong tay hắn dần dần xuất hiện hào quang, dần dần hóa thành một thanh đao sắc bén, muốn chém xuống. Tên đệ tử kia sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng nói. Vân Thiếu tha mạng, niệm chúng ta đều là người Hỏa Ô Đế Quốc, tha cho ta một mạng. Ta nguyện ý giao tinh thạch danh ngạch. Hừ, bị coi thường. Lý Vân Tiêu thu hồi quang nhận trong tay, đá hắn một cước, mắng. Cần phải giáo huấn mới khiến ngươi ngoan ngoãn. Tên đệ tử kia ngã xuống đất, lập tức gãy mấy cái xương, kêu rên một tiếng, lúc này cười khổ không thôi, không dám nhiều lời, vội vàng lấy tinh thạch danh ngạch đưa ra, dâng hai tay lên. Lý Vân Tiêu sau khi lấy xong, quả nhiên là tinh thạch danh ngạch giống như Hoắc Sâm biểu hiện ra như đúc, tỏa ra hào quang nhu hòa, ấn ký hiển hiện, tràn ngập lực lượng. Ân, vì sao chưa cút? Lý Vân Tiêu nhìn qua tên đệ tử kia, quát. Tên đệ tử kia vẻ mặt đắng chát, khúm núm nói. Thành chủ đại nhân, có thể cho ta biết vì sao phát hiện ra ta hay không? Ta vốn tìm được một khối tinh thạch, ta định trốn vào trong nham thạch thẳng đến khi tranh đấu chấm dứt. Nhưng ai biết? Thực lực của hắn chỉ có đại vũ sư đỉnh phong, cũng chỉ nghĩ thử thời vận, ai biết ngày đầu tiên vận khí tốt bị hắn nhặt được một khối. Lập tức dựa theo kế hoạch ban đầu, thi triển công pháp thổ hệ khổ tu, trực tiếp ẩn vào trong nham thạch, vốn cho rằng không sơ hở chút nào, còn không có dấu bao lâu đã bị Lý Vân Tiêu phát hiện. Không có đạo lý A-Hát, trên đảo này không phải che đậy thần thức sao? Đệ tử kia cảm thấy vạn phần ủy khuất. Lý Vân Tiêu trong nội tâm âm thầm buồn cười, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn quát. Nếu không lăn sẽ chết. Đệ tử kia lập tức giật mình. Toàn thân khẽ run rẩy sau đó vội vàng chạy đi. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười cười, hắn cầm tinh thạch danh ngạch vào trong tay quan sát, nhíu mày suy tư. Kỳ quái, chất liệu tinh thạch là thiên cương thạch đúng rồi, cấm chế phía trên là cái gì đây? Kết cấu nghiêm mật như thế, chẳng lẽ là đặt hàng từ hóa thần hải? Hắn lập tức nghĩ đến loại khả năng này, Tu Di Sơn mở ra, cho dù là hóa thần hải cũng có chút ngồi không yên. Nhất định sẽ phái đệ tử tiến vào Nam vực tiến hành các loại trao đổi. Lý Vân Tiêu đặt ngón trỏ lên ấn ký của viên tinh thạch, lập tức một đạo kim quang bắn ra, đầu ngón tay của hắn điểm vào trung tâm ấn ký, mỗi một ngón tay điểm xuống đều mang theo kim quang, những nơi đi qua càng khiến tinh thạch trong suốt, dường như muốn bẩy kết cấu bên trong ra ngoài. Hừ, ta cũng không tin không phá vỡ ngươi, cũng tìm không thấy mấu chốt. Trên mặt hắn mang theo một tia ngoan lệ, khí lực đầu ngón tay lập tức tăng lớn, mạnh mẽ điểm xuống. Cót kẹt. Trong viên tinh thạch có âm thanh vỡ tan, lập tức quang vân rậm rạp, rầm ào ào, nổ tung, một đạo quang mang từ trong tinh thạch bắn ra, muốn phá không bay đi. Hừ, muốn chạy trốn, định cho ta. Lý Vân Tiêu vung tay lên, hơn 10 đạo khoa đầu văn màu vàng bay lên cao,
lập tức trấn trụ quang mang kia, nó dừng lại trên không trung. Nhìn kỹ lại trong tinh thạch là một ký hiệu cổ quái, ẩn ẩn có loại khí tức sao động truyền ra. Sau đó hắn đánh ra vài đạo linh quyết, không ngừng đụng chạm ký hiệu cổ quái kia, rốt cục cũng hóa giải khí tức sao động đó, phù hiệu kia lập tức dần dần rơi xuống, lơ lửng trong lòng bàn tay của hắn. Hắn nhìn qua ký hiệu cổ quái này, sắc mặt thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, sau đó đầu ngón tay điểm nhẹ, một khoa đầu văn màu vàng bay ra, đụng vào ký hiệu này, hai ký hiệu lập tức chôn vùi, một đạo tinh thần phong bạo hình thành trong lòng bàn tay, khí kình bắn ra bốn phía. Đồng tử Lý Vân Tiêu co lại, cổ lực lượng này trực tiếp chui vào trong thức hải, may mắn hồn lực của hắn rất mạnh, nếu không chắc chắn sẽ trọng thương. Sau khi phù hiệu biến mất, trên lòng bàn tay có khí tức màu đen hiện ra, dần dần bay lên, muốn tản mát ra. Quả nhiên, nhưng mà tại sao lại xuất hiện thứ này? Trên mặt Lý Vân Tiêu hiện ra vẻ cực độ phức tạp, năm ngón tay của hắn nắm lại, khí kình màu đen lập tức hóa thành khói xanh, bắn vào một dụng cụ thủy tinh, bị hắn thu lại. Về sau hắn phóng dụng cụ thủy tinh ra trước mặt, bắt đầu cho thần thức xâm nhập vào trong đó, không ngừng phân tích. Hồi lâu mới thở phào, mi tâm mở ra, thu dụng cụ vào bên trong. Thời điểm hắn đứng dậy muốn rời đi, đột nhiên sau lưng có tiếng hét lớn truyền tới. Đứng lại! Ngay sau đó vài đạo thân ảnh nhanh chóng xông lên, vây quanh Lý Vân Tiêu vào giữa, trên người đằng đằng sát khí. Nam tử trung niên cầm đầu âm trầm quát. Thức thời giao tinh thạch danh ngạch ra. Hắn nói lời này thì nghẹn lại ở cổ, mở to mắt ra, sợ hãi nói. Ngươi là... Sắc mặt một thanh niên bên cạnh đại biến, thất thanh nói. Sư huynh, hắn là Lý Vân Tiêu. Không tốt, chạy mau. Tên nam tử trung niên nhanh chóng lui ra phía sau, giống lớn nói. Bỏ chạy ra bốn phương tám hướng, không nên đi cùng một hướng. Mọi người lập tức hóa thành chim thú tán đi. Tốc độ cực nhanh, làm cho Lý Vân Tiêu cũng có chút không kịp phản ứng. Nhưng mà hắn lạnh lùng cười cười, nhắm mắt cảm giác sau đó lẩm bẩm. Bốn đạo khí tức, trên người nam tử trung niên có bốn khối tinh thạch. Những người còn lại không có. Hắn điểm nhẹ chân lên mặt đất, lập tức hóa thành một mũi tên lao đi. Thông qua nghiên cứu khí tức màu đen lúc nãy, hắn đã có thể phân biệt rõ ràng khí tức này là thế nào. Tên nam tử trung niên dùng tốc độ nhanh nhất lao vào trong rừng, bước chân xuất hiện hào quang, hắn giống như thiểm điện xuyên qua núi rừng. Tốc độ cực nhanh, làm cho không ít đệ tử gặp được trên đường hoảng sợ, nhưng mà tốc độ tên nam tử trung niên càng lúc càng nhanh, sắc mặt lại càng ngày càng khó coi. Bởi vì sau lưng có một đạo thần thức như ẩn như hiện, trực tiếp tập trung vào hắn, cho dù hắn chạy trốn như thế nào cũng không thể thoát được thần thức điều tra. Mẹ kiếp, xảy ra chuyện gì? Trên đảo này không phải che đậy thần thức sao? Chẳng lẽ tiểu tử kia có thể ăn gian? Nam tử trung niên nghiến răng nghiến lợi, liều lĩnh chạy như điên. Hắn là đến từ môn phái ẩn thế của Hỏa Ô Đế Quốc, ngày đó tỉ thí lôi đài tại thành Thượng Dương hắn quan sát toàn bộ quá trình, một chi tiết cũng không có bỏ qua. Dùng thực lực bát tinh vũ vương của hắn, gặp phải Lý Vân Tiêu tuyệt đối chỉ còn đường chết, hắn lập tức hối hận không thôi, vì cái gì bốn khối tinh thạch tất cả đều phóng trên người của mình. Để các sư đệ mang một khối thì không có chuyện này rồi. Xíu, yêu yêu. Đột nhiên một đạo hồ quang từ đằng xa bắn thẳng đến, bắn đúng vào chỗ hiểm của nam tử trung niên kia, tốc độ cực nhanh, phá không không có thanh âm, tinh, chuẩn, hung ác. Nam tử trung niên bị dọa kêu to một tiếng, thân thể bay lên không trung, hai tay chắp trước ngực, một đạo quang mang từ trong lòng bàn tay bắn ra, hóa thành trạng thái chân không chém thẳng vào hồ quang kia. Oanh! Hai lực lượng va chạm nhau và nổ tung, mấy gốc đại thụ sụp đổ. Mấy đạo nhân ảnh xuyên thẳng qua lá cây, rất nhanh đã vây quanh nam tử trung niên. Khặc khặc, đây không phải là Chu Tước Cư Hỏa Ô Đế Quốc Hạ Hâm sao? Vì sao chạy như điên giống chó nhà có tang thế? Vây quanh Hạ Hâm tổng cộng 5 người, chính là đệ tử Mộc Húc Đế Quốc Liệt Dương Cốc. Trong đó tu vị cao nhất là một tên cửu tinh vũ vương, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hạ Hâm, vẻ mặt trêu tức. Sắc mặt Hạ Hâm trở nên tái nhợt, cũng không phải bởi vì bị mấy người này vây quanh, mà là hắn đã cảm nhận được Lý Vân Tiêu đang ở gần đó, chính mình cho dù trốn thế nào cũng không thoát. Tương đương, chậc chậc, Hạ Hâm huynh vì sao sắc mặt khó coi như thế? Hạ Hâm huynh tại Chu Tước Cư chính là tồn tại đại danh đỉnh đỉnh đấy, nhớ rõ năm trước tông chủ các ngươi mang Hạ Hâm huynh đến ta Liệt Dương Cốc ra oai, lúc đó thật đắc ý. Hiện tại cũng không cần sợ nha,
chúng ta sẽ không lấy nhiều khi ít đâu. Tên cửu tinh vũ vương cười rộ lên, hai chân mở ra dùng ngón tay chỉ xuống, chào phúng. Chỉ cần Hạ Hâm huynh chui qua đúng quần của ta, hơn nữa lưu tinh thạch trên người lại. Tiểu đệ sẽ bỏ qua cái mạng chó của Hạ Hâm huynh một lần. Hạ Hâm buồn bã thở dài, nhìn vào rừng cây hô. Vân Tiêu thành chủ, ta tự biết không cách nào đào thoát, nhưng niệm chúng ta là thế lực của Hỏa Ô đế quốc, kính xin lưu cho ta một khối tinh thạch, ba khối còn lại ta nguyện lưu cho đại nhân. Nếu không ta sẽ trực tiếp hô to, ta nhận thua, cũng có thể bình yên rời khỏi đảo này, nhưng bốn khối tinh thạch này thành chủ đại nhân sẽ không chiếm được cái nào cả. Vài tên đệ tử Liệt Dương Cốc nhao nhao biến sắc. Trên người hắn có bốn khối tinh thạch, cẩn thận tiểu tử này hô nhận thua. Cái gì, trong rừng cây có người, là ai mai phục bên trong, cút ra đây cho ta. Tên cửu tinh vũ vương sắc mặt biến hóa, ánh mắt đảo qua rừng cây, lại không thu hoạch được gì. Nơi này che đậy thần thức của hắn bao phủ không hơn 10 mét, cùng không có phát hiện cái gì. Hạ Hâm, giao ba khối tinh thạch cho ta, ta thả ngươi bình yên rời đi. Nếu không ngươi một khối cũng đừng lưu lại. Hắn mặt âm trầm, nhìn Hạ Hâm quát, hắn cũng rất sợ đối phương trực tiếp hô nhận thua, như vậy cao thủ ba đại thế lực sẽ mang hắn đi, bốn khối tinh thạch sẽ đặt lại trên đảo. Hạ Hâm nghiêng đầu lại, miệt thị liếc hắn một cái, khinh thường hừ một câu, nói. Ngươi cũng xứng, nếu không phải có Vân Tiêu thành chủ đuổi theo không bỏ, chỉ đám cá tạp các ngươi cũng có thể ngăn được ta. Cửu tinh vũ vương giận tím mặt, trên người xuất hiện cường quang, bắn thẳng vào Hạ Hâm, quát. Muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Sắc mặt Hạ Hâm khẽ biến, vội vàng lui vào trong rừng cây, trong tay hai đấm giao nhau, vận chuyển toàn bộ nguyên khí vào tay, không tiếc vốn gốc oanh kích ra, thực lực đối phương dễ dàng thắng hắn, hắn không dám khinh thường. Được rồi, thành giao. Đúng lúc này, trong rừng cây truyền ra tiếng của Lý Vân Tiêu. Tên cửu tinh vũ vương chỉ cảm thấy một đạo hàn khí đánh úp lại, trong nội tâm dùng mình. Đối phương có thực lực gì hắn không rõ ràng, nhưng có thể bức Hạ Hâm đào tẩu thì tuyệt đối không đơn giản, cho nên vội vàng thu quyền lui về phía sau, cảnh giác đứng ở trong rừng. Bốn tên đệ tử Liệt Dương Cốc cũng nhao nhao gom góp tiến lên, binh khí xuất hiện trong tay. Vân Tiêu thành chủ. Hạ Hâm nhìn thấy thân ảnh Lý Vân Tiêu chậm rãi đi tới, vội vàng nghênh đón, lấy ba khối tinh thạch trong người ra, hai tay dâng lên, nói. Mong rằng thành chủ đại nhân ra tay, để ta tránh được một kiếp này. Lý Vân Tiêu không khách khí lấy tinh thạch, gật đầu nói. Được rồi, người đi đi. Hạ Hâm đại hỉ, đang định ly khai, thân ảnh tên cửu tinh vũ vương khẽ động, lập tức ngăn đường hắn đi, nhe răng cười nói. Muốn đi. Hỏi qua ta chưa, ta còn tưởng rằng là cao nhân gì, thì ra là tiểu tử này. Khặc khặc, chính là ngũ tinh vũ quân, thật không ngờ cuồng vọng như vậy. Ha ha, Hạ Hâm, người bị khí thế của hắn lúc đó dọa hỏng rồi à. Ha ha, ha ha, bốn tên đệ tử Liệt Dương Cốc cũng cười ha hả, nói. Cũng chỉ là tiểu lâu la bằng vào tự bạo hổ vương chiến xa nhặt về một cái mạng, vậy mà thực cho rằng thực lực của mình thông thiên, ha ha ha. Hạ Hâm im lặng không nói, nhưng mà sắc mặt mỉa mai nhìn qua đám người này. Ánh mắt tên cửu tinh vũ vương bị ánh mắt như nhìn thằng ngu của Hạ Hâm làm không thoải mái, cảm giác buồn bực xông lên đầu, lập tức giận dữ nói. Cười, ta cười còn em ngươi, đi chết đi. Năm ngón tay của hắn điểm ra, lập tức năm đạo hồ quang như tiểu cầu bắn ra ngoài, xẹt qua một đường cong trên không trung, giống như con rối bị ngón tay điều khiển, đâm thẳng vào Hạ Hâm. Vân Tiêu thành chủ. Cứu ta. Hạ Hâm vội vàng lui về sau, dựa vào Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười cười, năm ngón tay vẩy nhẹ, vậy mà bắn ra năm đạo tiểu cầu, cũng quấn vào đầu ngón tay giống như là con rối xông thẳng vào tiểu cầu của tên cửu tinh vũ vương. Hơn nữa khác biệt là năm tiểu cầu này có năm màu khác nhau, phân thuộc tính ngũ hành. Ngươi vì sao biết chiêu vũ kỹ này? Dĩ nhiên là ngũ hành chi lực, ngươi chỉ là tứ tượng vũ quân. Sao có thể đủ thi triển ra ngũ hành chi lực? Tên cửu tinh vũ vương đã giật mình, đây chính là một trong các tuyệt học Liệt Dương Cốc, chưa bao giờ truyền ra bên ngoài. Hừ, vạn pháp quy nhất, loại đồ chơi con nít mà thôi, ta cũng là nhìn ngươi chơi mới cao hứng chơi một chút, ngươi cho rằng ta hiếm có lắm sao, khốn nạn. Ánh mắt Lý Vân Tiêu lạnh lẽo, năm ngón tay hư nắm một cái, năm tiểu cầu tụ hợp vào nhau, thả ra hào quang mãnh liệt, oanh một tiếng nổ bung.
Tên cửu tinh vũ vương sắc mặt đại biến, vội vàng thu hồi tiểu cầu của mình lại, xoay quanh thành vòng ngăn cản ở trước người. Nhưng lực lượng nổ tung này sinh sinh bất tức, tầng tầng điệp gia tăng với nhau, ngũ hành chi lực tương sinh tương diễn, hào quang mạnh mẽ vậy mà càng phóng càng lớn, đảo mắt đã thôn phệ tên cửu tinh vũ vương. Ầm ầm, từng phiến lá cây tan thành mây khói, lực lượng khổng lồ chấn động hư không, một đám đệ tử ở xa xa nhìn thấy cảnh này thì hoảng sợ ngây ngốc. Sau khi quang cầu tan vỡ, một hố đất xuất hiện trong rừng, tên cửu tinh vũ vương một thân cháy đen nằm trong bùn đất, trong mắt đầy kinh ngạc. Ha ha, cửu tinh vũ vương, không tệ, chênh lệch một bước có thể bước vào vũ tông a. Lý Vân Tiêu nhìn qua tên kia nói. Đứng lên đi, ngũ hành điệp gia chi lực tuy mạnh nhưng bản thân ta cảnh giới quá thấp, không cách nào tạo thành tổn thương thực chất với ngươi. Bốn tên đệ tử còn lại hoảng sợ lao tới, vội vàng chạy tới muốn đỡ người nọ ra ngoài. Phanh! Tên cửu tinh vũ vương tự mình lao ra, hắn đứng đối diện hố đất, toàn thân trừ cháy đen ra thì da thịt lộ ra ngoài, máu tươi đầm đìa. Hắn hoảng sợ nhìn qua Lý Vân Tiêu, trong nội tâm phát lạnh. Trên người các ngươi có bốn khối tinh thạch, toàn bộ giao ra đây a, tha các ngươi rời đi. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, nhưng mà đầu cơ trục lợi thắng sư huynh một chiêu, lại dám dõng dạc. Một gã đệ tử liệt dương cốc giận tím mặt, quát. Mọi người cùng nhau xông lên, giết hai tiểu tử này. Bốn người đều bị lửa giận trùng kích, xông lên phía trước. Trong mắt tên cửu tinh vũ vương mang theo vẻ sợ hãi, đột nhiên quát. Đều dừng tay. Hắn hô hấp cực kỳ trầm trọng, trong mắt hiện lên dãy giụa, nhưng chỉ trong nháy mắt đã khôi phục bình tĩnh, mở miệng nói. Giao tinh thạch cho hắn. Cái gì, sư huynh? Một gã đệ tử trên mặt đầy khiếp sợ, không thể tin nhìn qua tên cửu tinh vũ vương. Tên cửu tinh vũ vương sắc mặt vô cùng giận dữ, giống to lên, nói. Ta nói giao tinh thạch cho hắn, người bị điếc sao? Tên đệ tử kia đã giật mình, trên mặt đổ mồ hôi lạnh, vội vàng từ trong nhẫn chữ vật lấy bốn khối tinh thạch ra, ném ra xa xa. Trong lòng của hắn phát lên một tia sợ hãi, thực lực và tính tình của sư huynh này hắn hiểu rõ, nếu không có vô vọng thật sự, tuyệt đối không thể giao tinh thạch ra ngoài. Lý Vân Tiêu cười tủm tỉm, gật đầu nói. Đúng vậy, người rất thông minh, nếu tiếp tục ra tay, các người phải hô nhận thua, tới lúc đó không có một chút cơ hội nào. Tên cửu tinh vũ vương cơ mặt run rẩy vài cái, mặt không biểu tình xoay người nói. Chúng ta đi. Thời gian cấp bách, bọn họ phải tranh thủ thời gian còn lại đi tìm tinh thạch. Năm người rất nhanh biến mất trong rừng cây. Trong lòng Hạ Hâm cảm khái không thôi, vội vàng bái tạ nói. Đa tạ thành chủ đại nhân. Hắn cúi đầu cả buổi, không có bất kỳ phản ứng nào, lúc này mới ngẩng đầu lên, chỉ thấy Lý Vân Tiêu đã sớm biến mất không còn bóng dáng. Hắn kinh ngạc một chút, lập tức sắc mặt tái nhợt, trên người của hắn chỉ còn lại một khối tinh thạch, còn có rất nhiều sư đệ của hắn không có, hắn vội vàng chạy ra xa xa. Một lát sau, bên cạnh hố đất to lớn này xuất hiện hai thân ảnh, nhìn chằm chằm vào hố đất, cẩn thận quan sát, trên mặt đầy ngưng trọng. Quả nhiên là ngũ hành chi lực, ngũ hành tương sinh tương diễn, lúc này mới có thể khiến công kích diệp ra tầng tầng, không ngừng diễn hóa khuyết tán, tạo thành lực phá hư mạnh mẽ như vậy. Một người trong đó sắc mặt cực kỳ khiếp sợ nói ra. Loại khống chế thuộc tính ngũ hành tinh diệu như vậy, cho dù là võ giả vũ vương cảnh đỉnh phong cũng không làm được, tiểu tử kia làm sao làm được. Tên còn lại đồng tử co lại, sắc mặt âm trầm nói. Đừng nói khống chế ngũ hành tinh vi, hắn chỉ là vũ quân, làm sao có thể thi triển ngũ hành chi lực. Phải biết rằng tứ tượng hóa ngũ hành, phải là tứ tượng chi lực diễn hóa đến mức tận cùng mới có thể cảm ngộ ngũ hành nguyên tố trong thiên địa. Từ đó mới có thể tiến giai tới ngũ hành cảnh vũ vương. Nếu như hắn đã có lực khống chế ngũ hành chi lực tinh diệu như thế, vì sao vẫn chỉ có tu vị vũ quân đây? Những điều này quá hỗn loạn, không thể giải thích được. Lúc trước người nọ khẽ giật mình, nói. Hẳn là hắn che giấu tu vị bản thân, mà ngay cả ta và ngươi cũng nhìn không thấu, tên tiểu tử này quả nhiên có huyền khí áp chế tu vị trên người. Đúng vậy, phải như thế. Nếu không cho dù thế nào cũng nói không thông, nhìn qua trình độ khống chế ngũ hành như thế, tiểu tử kia vô cùng có khả năng là Vũ Tông. Vũ Tông, chi, ngươi nói đùa sao, thấy thế nào tiểu tử kia cũng chỉ mới 15-16 tuổi, phải biết rằng cốt linh một người là không thể làm giả, chúng ta liếc cái có thể nhìn ra.
15 tuổi Vũ Tông, ha ha, đùa quá lố rồi. Hừ, ta cũng hy vọng là vô nghĩa, nhưng vũng hố này là chuyện gì? Tình huống vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy đấy. Người nọ trầm mặc thật lâu, qua một lát mới nói. Nếu suy đoán này là thật, vậy quá kinh khủng, chờ kẻ này trưởng thành, sợ là Vũ Tôn cũng không phải giới hạn của hắn, vô cùng có khả năng bước vào Cửu Thiên Vũ Đế AH. Tên còn lại thì thào. Cửu Thiên Vũ Đế, nam vực này bao nhiêu năm qua đã không xuất hiện tồn tại như Vũ Đế, cân đối của ba đế quốc sẽ bị đánh phá sao? Tiểu tử này dường như tới từ Hỏa Ô Đế Quốc, có nên? Trong mắt người nọ hiện ra một tia ngoan lệ, hàn khí lưu động nói. Hiện tại không bóp chết thì đến lúc đó hắn sẽ là đệ nhất nhân nam vực, không phải kẻ này không ai có thể hơn. Không thể lỗ mãng, tiểu tử này thân phận không rõ, gây hắn có thể không phải người nam vực. Mạo muội giết đi thì đại họa giáng xuống đầu. Tên còn lại đã giật mình, vội vàng nói. Huống hồ hiện tại đang ở Quỳnh Hoa Đảo, nếu như động thủ bạo lộ, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Tên kia nói. Đã như vậy, tạm thời xem đi, chờ sau đó báo cho tông môn, xử trí như thế nào cũng không tới phiên chúng ta quan tâm. Hai người trầm mặc một hồi, sắc mặt ngưng trọng không hóa giải được, thân ảnh chớp động biến mất tại chỗ. Giờ phút này trên tòa lầu ở bên ngoài rảo, sắc mặt Tân Bì ba người cũng cực kỳ ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào màn nước trước mặt. Sắc mặt Hoắc Sâm cực kỳ khó coi nói ra. Nhất định không ai biết phương pháp thu thập tinh thạch, mạnh mẽ hội tụ gần 200 khối, hơn nữa người này thực lực rất mạnh, phàm là người có tinh thạch gặp hắn đều bị nuốt hết. Còn lại nhiều nhất 40 khối chưa ai phát hiện thôi. Đột nhiên trong đầu Sở Vũ hiện ra gương mặt La Thanh Vân, đây là thanh niên hắn nhìn không thấu. Lúc ấy cho hắn dự thi, hắn nhớ rõ dường như hắn có nói một câu, chính mình trong lúc nhất thời đã quên. Hắn chỉ cảm thấy thu thập hơn 200 khối tinh thạch vô cùng có khả năng chính là La Thanh Vân, nhưng hắn cũng chẳng biết tại sao lại có cảm giác này. Lý Vân Tiêu thì sao? Trong lòng Tân Bì thì là nghĩ đến Lý Vân Tiêu, âm thầm lẩm bẩm. Thực là hắn sao? Hơn 200 khối, cứ theo đà này thì tối khi chấm dứt, hắn chiếm hơn ngàn khối là tất nhiên. Đây chính là một nửa danh ngạch AH. Nghĩ vậy, trong nội tâm lập tức nóng rực, Tu Di Sơn tăng thực lực võ giả lên rất mạnh, nếu như đệ tử Hỏa Ô Đế Quốc có thể tiến vào nhiều người, thực lực chỉnh thể mấy chục năm sau chắc chắn mạnh hơn hai quốc gia khác. Hoắc Sâm cùng Sở Vũ cũng biết quan hệ lợi hại trong đó, vẻ mặt ngưng trọng nhìn qua tình huống phân phối tinh thạch trên mặt nước, trong nội tâm khó có thể bình tĩnh. Lý Vân Tiêu thu hồi 7 khối tinh thạch danh ngạch lại, cẩn thận quan sát. Trừ kết cấu có chút bất đồng ra, ký hiệu bên trong giống như đúc, cho người ta một cảm giác tràn ngập lực lượng. Thật lâu, hắn mới thở dài một hơi, lật tay thu toàn bộ tinh thạch vào trong nhẫn chữ vật. Sau đó trên mặt mỉm cười, lạnh nhạt nói. Đều xuất hiện đi, xem lâu như vậy, cũng nên ra tay đoạt mới đúng. Hắn chờ một hồi, phát hiện không có bất cứ động tĩnh gì. Ha ha, đều cho rằng nói không phải mình. Hai vị ở phía sau cây cách 43 mét, năm vị ở cách 86 mét, sau tảng đá bên trái 72 mét có một vị, còn có 11 vị sau lưng ta, tất cả đều xuất hiện đi. Lý Vân Tiêu cười nhạt nói. Bên trái, nó chính là ngươi, không nên tới chỗ này, bên này trừ ngươi ra không có người nào khác. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tĩnh như bóng tối hàn lâm, gió lạnh thổi qua có cảm giác điều hưu. Xíu, yêu yêu, xíu. Yêu yêu, xíu, yêu yêu. Bốn phía đều có tiếng xé gió vang lên, rất nhanh Lý Vân Tiêu bị một đám người vây quanh, tổng cộng 19 người, số lượng giống như đúc hắn nói. Tiểu tử, ngươi làm thế nào phát hiện chúng ta? Phải biết rằng trên đảo này che đậy thần thức đấy. Một tên đàn ông trung niên thân hình rắn chắc nói ra, hắn trong khi phục kích cũng phát giác được bốn phía có những người khác, nhưng không thể ngờ lại nhiều như vậy. Càng không thể ngờ Lý Vân Tiêu đã sớm phát hiện ra toàn bộ bọn họ. Những người còn lại vẻ mặt nghi hoặc, trên Quỳnh Hoa Đảo này cảm giác còn không rõ ràng như nhìn bằng mắt thường. Đừng nói đệ tử trẻ tuổi, cho dù người phụ trách ba thế lực ẩn nấp chung quanh cũng vẽn tai lắng nghe, bọn họ rất muốn biết, vì phụ trách an toàn cho đệ tử trên Quỳnh Hoa Đảo, hơn 30 người bọn họ được phân phối huyền khí tăng cường thần thức. Có thể nhẹ nhõm phá vỡ cấm chế trên đảo, lúc này mới có thể nắm rõ tình huống trên đảo như lòng bàn tay. Lý Vân Tiêu nhìn qua tên nam tử rắn chắc, khẽ cười nói. Dù sao lát nữa các ngươi nhận thua rời khỏi đảo, biết rõ cũng không dùng được. Hừ,
Một người khác khinh thường nói. Thực lực ngươi đúng là rất mạnh, hơn nữa rất hung hăng càn quấy. Còn có một chút lời đồn, nói ngươi có thể phất tay đè chết Phụ Tông, ha ha, ta hôm nay đúng là muốn xem ngươi làm sao đè chết chúng ta. Chúng ta tổng cộng có 19 người, trừ phi ngươi thực sự có thực lực Phụ Tông, bằng không ta khuyên ngươi nên giao tinh thạch ra đây. Lý Vân Tiêu nói, trên người của ta chỉ có 7 khối tinh thạch danh ngạch, các ngươi vừa rồi cũng đều nhìn thấy. Các ngươi 19 người, làm sao chia? Sắc mặt người nọ biến hóa, khẽ nói. Mơ tưởng ly gián chúng ta, làm sao chia là chuyện của chúng ta? Ngươi trước tiên nên giao tinh thạch ra rồi nói sau. Huống hồ, chúng ta làm sao biết ngươi thật sự chỉ có 7 khối hay không? Lý Vân Tiêu dịu dàng cười cười, chậm rãi giơ tay lên, một đạo quang mang dần dần ngưng tụ trên đầu ngón tay, nói. Đã như vậy, cái kia. Chậm đã. Đột nhiên một gã thanh niên sắc mặt tái nhợt, nói. Vân Tiêu thành chủ, ta không muốn cướp đoạt tinh thạch, có thể thả ta đi hay không? Người này cũng là đệ tử Hỏa Ô Đế Quốc, biết rõ Lý Vân Tiêu lợi hại, hơn nữa thực lực của hắn thập phần có hạn, cho dù thực đả bại Lý Vân Tiêu, đoán chừng tinh thạch cũng không tới phiên mình, cho nên nói ra. Ánh mắt Lý Vân Tiêu mỉm cười, gật đầu nói. Đương nhiên có thể. Thanh niên lập tức thở ra một hơi, ôm quyền nói. Đa tạ thành chủ đại nhân. Hắn vội vàng quay người chạy như bay rời đi. 18 người còn lại nhìn nhau, trên mặt ẩn ẩn hiện ra sắc mặt giận dữ. Nhưng mà may mắn người rời đi thực lực không được, lưu lại đoán chừng cũng không có tác dụng gì. Vân Tiêu thành chủ, ta cũng muốn rời khỏi. Lại có hai người đi đến trước, một người trong đó nói. Hai sư huynh đệ chúng ta không có ý với tinh thạch của thành chủ đại nhân, như vậy từ biệt. Hai người ôm quyền chắp tay, muốn ly khai. Lúc này còn lại 16 người, một người lúc này đi ra, quát. Hai vị đi thong thả, các ngươi cũng là đệ tử Thiên Hương Đế Quốc A, mọi người đồng tâm hiệp lực bắt lấy người này, 7 khối tinh thạch có thể phân cho hai vị một khối. Người nói chuyện là kẻ có thực lực mạnh nhất trong đám người, có thực lực Bát Tinh Vũ Vương. Hơn nữa bọn họ có 5 người, tất cả đều là Bát Tinh Vũ Vương cho nên cực kỳ tấn định. Nhưng mà Lý Vân Tiêu lời đồn có quá lời, tăng thêm tình cảnh ở Hồ Minh Tâm miểu sát tên đại hán cưỡi đại trùy, nội tâm vẫn không dám khinh thị. Hai người muốn rời đi cũng đều là Ngũ Tinh Vũ Vương, tuyệt đối là trợ thủ đắc lực. Cho nên mở miệng đồng ý nói. Dùng nhân số và thực lực của hai vị, nếu như bắt người này sẽ được chia một khối, chư vị ở đây không có ý kiến gì chứ. Những người còn lại đều gật đầu đồng ý, tuy tu vị Lý Vân Tiêu không cao. Nhưng lại cho bọn họ cảm giác kiêng kỵ không nói nên lời. Hai người kia có chút động tâm, trong mắt lóe ra vẻ dãy giụa. Cuối cùng vẫn một người nói. Thực xin lỗi, khối tinh thạch này chúng ta không muốn. Chư vị cáo từ, chúc các ngươi vận may. Sắc mặt tất cả mọi người trầm xuống, nộ khí thoáng hiện, nhao nhao tức giận mắng hai người không biết phân biệt. Chậm đã. Một giọng nói khoan thai vang lên, hai mắt Lý Vân Tiêu mỉm cười nhìn qua hai người. Lắc đầu nói. Các ngươi không thể đi. Vì cái gì? Hai người biến sắc, một người trong đó tức giận nói. Người nọ ban đầu có thể rời đi, vì sao chúng ta không thể? Vân Tiêu thành chủ, chớ để khinh người quá đáng. Lý Vân Tiêu cười nói. Hai vị đừng hiểu lầm, ta cũng không phải có thành kiến với hai vị. Mà là người lúc trước không có tinh thạch, tự nhiên có thể cho hắn rời khỏi. Mà trên người hai vị có một khối tinh thạch danh ngạch A. Người nọ sắc mặt đại biến, vội nói. Cái gì, làm sao ngươi biết? Hắn lập tức phát hiện mình thất thố, vội vàng ngậm miệng lại. Nhưng mà đã muộn, ánh mắt 16 người khác đều nhìn qua, hơn nữa trong đó không ít đều mang theo lãnh ý cùng lăng lệ. Người nọ tức giận nói. Quá phận, sư huynh đệ chúng ta vốn không muốn nhúng tay vào chuyện này. Ngươi thật sự cho rằng mình là Vũ Tông sao? Vậy mà muốn chống lại 18 người. Mọi người cùng nhau xông lên, xem hắn có bao nhiêu năng lực. Hai người này biết rõ không cách nào rời đi, dứt khoát tiên hạ thủ vi cường, ngược lại 18 người vừa ra tay, một trái một phải bao bọc hai bên. Mọi người cùng nhau xông lên, cho dù hắn thực sự là Vũ Tông cũng phải chết. Những người còn lại không dám lãnh đạm, nhao nhao tế huyền binh bản thân ra, trong lúc nhất thời dị sắc bắn ra ngoài, hơn 10 đạo quang mang bắn ra ngoài. Tất cả đều nhắm vào Lý Vân Tiêu chém tới. Những người này đại đa số đều là Vũ Vương, nếu liên thủ thì Vũ Tông cũng phải bỏ chạy.
Lý Vân Tiêu khẽ cười một tiếng, những con cá tạp này hắn không đặt vào mắt, nếu không phải có người ba thế lực đang giám sát nơi đây, hắn thật muốn thu những người này vào giới thần bi, cũng bớt tự mình ra tay. Vèo. Bước chân của hắn khẽ đảo, thân ảnh lướt đi như tia chớp, không chỉ cực nhanh, hơn nữa vô cùng linh xảo, lập tức vào tới trước mặt hai tên đệ tử Thiên Hương Đế Quốc, một chỉ điểm ra, hai đạo chỉ quang từ ngón tay lóe lên. Chi, vì sao nhanh như thế? Hai người kia hoảng sợ thất sắc, vội vàng vừa lui vừa đánh, một phải đánh ra một quyền, một trái tay hóa trưởng thành đao chém tới. Phanh, phanh. Hai tiếng nổ vang vọng các nơi, chấn động lớn sinh ra. Hai người kia đồng thời đã bị lực lượng trùng kích, thân thể đứng không vững lui ra sau. Đột nhiên một người trong đó hoảng hốt thất sắc, chỉ thấy Lý Vân Tiêu tốc độ cực nhanh, vậy mà không hề phát giác đã tiến tới gần người, cơ hồ muốn áp vào chóp mũi của hắn, nhưng mặt lại mỉm cười nói. Tinh thạch ở trên người của ngươi. Chi? Người nọ sợ hãi vạn phần, vội vàng nhắm mắt lại hai đấm đánh ra liên tục, lại không có quyền nào đánh trúng. Sau một khắc, hắn cảm thấy cổ phát lạnh, bị người ta chế trụ. Cả quá trình cũng chỉ diễn ra trong nháy mắt mà thôi, cây cối bốn phía bị chặt đứt, không ngừng gãy đổ. Mấy chục cây đại thụ ngã ầm ầm, nhưng tất cả mọi người khiếp sợ nhìn qua Lý Vân Tiêu, trong nội tâm hoảng sợ không thôi. Dùng bộ pháp quỷ dị và tốc độ biến thái, nếu như hắn có chủ tâm chạy trốn, sợ rằng không ai có thể lưu hắn lại. Nhanh lên, muốn chết hay là muốn tinh thạch, cho dù ngươi muốn nhận thua, trước khi ngươi kêu to lên, yết hầu sẽ vỡ nát. Giao tinh thạch thì hai người các ngươi có thể rời khỏi. Giọng của Lý Vân Tiêu tuy bình thản, lọt vào trong tai của người này lại là băng hàn thấu xương. Hắn cũng thức thời, không dãy dụa nữa mà lấy viên tinh thạch danh ngạch trong nhẫn chữ vật ra. Lý Vân Tiêu mỉm cười thu lại, lúc này mới ném người kia ra xa xa, nhìn qua người còn lại. Đến phiên các ngươi, người không có tinh thạch cứ rời đi. Còn người có tinh thạch nên giao ra đây. 16 người còn lại có không ít người lui ra phía sau. Dưới tình huống bị mười mấy người vây công, hắn cũng còn có thể dễ dàng bắt giữ một gã ngũ tinh vũ vương, loại bộ pháp và tốc độ khó lường này, bọn họ ai cũng hiểu bản thân không thể tránh khỏi. Đừng quá càn rỡ, cho dù ngươi có được bộ pháp vũ khí kỳ dị, nhưng muốn đoạt tinh thạch trong tay của chúng ta, ngươi có thực lực này sao? Năm tên bát tinh vũ vương đến từ cùng một môn phái, trong đám người bọn họ nhiều tinh thạch nhất. Bọn họ có ảo giác, dường như Lý Vân Tiêu có thể biết rõ tổng số tinh thạch trên người của bọn họ, nhưng lý trí lại không thể tin được. Ha ha, gian ngoan mất linh. Lý Vân Tiêu thu tươi cười lại, cả thân thể bắt đầu dần dần biến ảo, lâm không mà đứng, toàn thân kim quang đại thịnh, từng đạo hào quang sáng ngời bắn ra ngoài, quanh người xuất hiện các loại linh quyết, hai tay của hắn kết ấn, một thiên địa ấn cực lớn hiện ra sau lưng, như mặt trời chiếu rọi các nơi. Chi? Đây là vũ khí gì thế? Thậm chí có uy thế thiên băng địa liệt. 16 người bị ấn quyết to lớn bao phủ, khắp cả người phát lạnh, hơn nữa ấn quyết kia có phạm vi bao phủ mấy trăm trượng, tất cả đều nằm trong phạm vi công kích của nó, tránh cũng không thể tránh. Vân Tiêu đại nhân, trên người chúng ta không có tinh thạch, xin hạ thủ lưu tình, thả ba người chúng ta rời đi. Một người trong đó nhịn không được sợ hãi, ba người bọn họ là cùng một môn phái, xác thực không có tìm được viên tinh thạch nào. Cảm giác mình không đáng mạo hiểm tại đây. Hiện tại muốn đi, sao không sớm rời đi, lưu lại chút giáo huấn đi. Ánh mắt Lý Vân Tiêu phát lạnh, im lặng bỏ qua đám người kia khẩn cầu, hai tay kết ấn đột nhiên oanh xuống. Ấn chiếu tứ phương, mặt trời như máu. Thiên địa vô cực, lục đạo luân hồi. Toàn thân Lý Vân Tiêu kim quang đại thịnh, hắn giống như thần linh hàng lâm thế gian, hai tay kết ấn, mấy ký hiệu cổ quái hợp lại với nhau, thẳng áp xuống. Kim ấn sau lưng bao phủ tứ phương, nó giáng xuống, phạm vi vài trăm mét bị bao phủ vào trong. 16 người này mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, uy thế một ấn này có thể sánh ngang một kích của Vũ Tông, áp chế bọn họ gắt gao. Liều, tất cả mọi người đồng loạt ra tay, ngàn vạn không nên ẩn giấu. Giấu con em ngươi, thời điểm này ai còn dám có chỗ giữ lại, toàn lực ra tay, bằng không phải chết. Thiên nhận trưởng, toàn phong thánh thương. Thất hoàng chỉ. Trong lúc nhất thời tiếng gào thét liên tục, các loại hào quang tỏa ra, mỗi người đều thi triển tuyệt chiêu mạnh nhất. Dưới một kích sánh ngang Vũ Tông ra tay, không có bất cứ kẻ nào dám giấu giốt, tất cả đều dùng toàn lực đánh ra một chiêu. Thiên địa ấn quyết dường bị ngăn cản cường đại, nó đình trệ trên không trung,
nhưng uy áp sơn băng địa liệt lập tức đánh nát toàn bộ ngăn cản, không hề lo lắng giáng mạnh xuống. Ầm ầm, cả mặt đất bị biển cả màu vàng bao phủ, rất nhiều rừng cây hóa thành bột phấn, tan thành mây khói. Năng lượng trùng kích làm phạm vi mấy ngàn mét hóa thành trạng thái chân không. Cái này, nhân viên phụ trách giám thị ở trên không trung mấy ngàn mét nhìn xuống, áo bào đỏ dưới gió mạnh quét qua phất phơ. Người nọ hai tay năm ngón tay nắm chặt, hai mắt nhìn xuống mang theo sợ hãi. Đây là vũ khí gì? Vậy mà có thể dẫn động lực lượng thiên địa. Trong mắt của hắn bắn ra tinh quang, lộ ra vẻ tham lam và kích động. Chỉ là một tên vũ quân thi triển đã có thể đạt tới cảnh giới vũ tông. Nếu như ta có thể học được vũ khí này, chẳng phải dễ dàng diệt sát Vũ Hoàng sao? Lý Vân Tiêu lăng không đứng chắp tay, trong nội tâm cười lạnh. Đám người phụ trách trên không trung xúc động cũng bị thần thức của hắn bắt được. Nhưng mà người đánh chú ý lên hắn cho tới bây giờ không có một ai có kết cục tốt. Ánh mắt của hắn ngưng lại nhìn vào mặt đất, hừ nhẹ nói. Muốn chạy trốn. Một đạo chỉ quang hiện ra, trực tiếp bắn vào nham thạch. Phốc! Dưới đất truyền ra tiếng rên rỉ, nham thạch nhanh chóng bị nhuộm đỏ. Một nam tử giãy giụa từ trong bò ra, trong mắt đầy hoảng sợ, liên tục kêu lên. Đừng, đừng giết ta không trốn. Ánh mắt Lý Vân Tiêu nhìn quét qua mặt đất, lạnh lùng nói. Tất cả đều đi ra cho ta, cho rằng trốn dưới đất có thể thoát sao. Hắn nâng đầu ngón tay điểm một cái, một đạo kim quang ngưng tụ mà thành, tản ra trên không trung, hóa thành thiên vạn đạo chỉ mang tiến vào trong mặt đất, như súng máy quét qua liên tục. Phanh, phanh, phanh. Hơn 10 đạo thân ảnh từ trong mặt đất lao ra ngoài, nhao nhao thi triển tuyệt chiêu ngăn cản. Nhưng mà uy lực của chỉ quang không được nhưng tốc độ cực nhanh, hơn nữa lực xuyên thủng siêu cường, không ít người vung quyền ngăn cản, quyền cốt nổ tung, hoặc là lòng bàn tay bị đục lỗ, kêu rên thảm thiết. 16 người toàn thân máu tươi đầm đìa, chật vật không chịu nổi. Lúc này mới biết được Lý Vân Tiêu lợi hại, vẻ mặt tái nhợt, cũng không dám mạnh miệng nữa, thành thành thật thật đứng ở đó chờ xử lý. Lý Vân Tiêu hừ lạnh nói. Một đám đáng bị xem thường, cần phải đánh một trận mới thoải mái. Hiện tại lưu toàn bộ tinh thạch và nhẫn chữ vật lại, có thể đi. Nhẫn chữ vật. Tất cả mọi người sững sờ, ánh mắt nhìn nhau. Lý Vân Tiêu nói. Đương nhiên, nhẫn chữ vật ta cũng muốn. Đây là cướp bóc, ai quy định chỉ có thể đoạt tinh thạch. Một tên bát tinh vũ vương nhìn không được nói. Đại nhân, lưu cho chúng ta một khối tinh thạch đi. Nếu không chúng ta trực tiếp hô nhận thua, cũng có thể bảo trụ một mạng, mà đại nhân không chiếm được khối nào cả. Tất cả mọi người nhao nhao gật đầu, đây là quy định ngầm mà Quỳnh Hoa Đảo đặt ra. Cơ hồ tất cả làm người nên lưu một đường, nếu đối phương muốn cướp không lưu cái gì, vậy dứt khoát trực tiếp hô nhận thua, cùng lắm mình không có, đối phương cũng đừng nghĩ có được. Lý Vân Tiêu hừ lạnh nói. Ta chỉ nói một lần, tinh thạch cùng nhẫn chữ vật toàn bộ lưu lại có thể đi. Nếu không sẽ chết. Có muốn hô nhận thua, xin cứ tự nhiên. Cái này. Tất cả mọi người gấp gấp, một người kêu lên. Đại nhân bức bách như thế, chúng ta đây thực hô nhận thua, cơ hồ tất cả tinh thạch sẽ bị người phụ trách thả vào trong đảo. Tội gì công dã tràng như thế, sao không cho mọi người kết cục tốt? Lý Vân Tiêu vẻ mặt vẻ khinh thường, lãnh đạm nói. Trong một ngày cuối cùng, toàn bộ tinh thạch còn lại sẽ bị trận pháp chấn bay lên trời cao. Đến lúc đó ta lại thu là được. Thả lại trên đảo không phải lưu cho ta sao? Ngươi! Mọi người chán nản, một người tức giận nói. Ngươi quá cuồng vọng, đừng nói ngươi có lực công kích Vũ Tông. Nhưng mà trên hòn đảo này có Vũ Tông tồn tại. Đến lúc đó tinh thạch chấn bay lên trời cao, ngươi tự cho rằng có thể đoạt được mấy khối. Những người này thật sự không cam lòng, bảo bọn họ nhận thua là không thể nào. Bởi vì một khi nhận thua, triệt để mất đi cơ hội tìm tinh thạch. Chỉ cần ở lại ở trên đảo, ít nhất còn có cơ hội. Phanh! Người nọ chỉ cảm thấy hoa mắt, liền trực tiếp bị Lý Vân Tiêu một chưởng đánh bay ra ngoài, hắn phun một ngụm máu trên không trung. Rơi xuống đó cách 10 mét, sống chết không rõ. Lý Vân Tiêu lăng không một chảo, nhẫn chữ vật và một khối tinh thạch bay lên, hắn quát lạnh nói. Song dài, trong 3 hô hấp, không giao thì lưu lại đi. 1. 15 người còn lại sắc mặt tái nhợt. Biết rõ không thể may mắn thoát khỏi, nhao nhao giao nhẫn chữ vật và tinh thạch của mình ra, cẩn thận đặt lên mặt đất, sau đó chạy như chớp. Tổng cộng 8 khối tinh thạch danh ngạch, hắn thu hồi sau đó thu lấy nhẫn chữ vật,
ôm đồm bay lên không trung, trong đôi mắt thần thức trùng kích xuống, hắn chấn tan toàn bộ cấm chế của nhẫn chữ vật, đại lượng các loại tài liệu cùng nguyên thạch nhao nhao thu nhập vào trong nhẫn của hắn, lúc này mới thỏa mãn rời khỏi. Thời gian đã qua một ngày rưỡi, nhưng hắn cũng không nóng nảy. Muốn thu toàn bộ tinh thạch là không có khả năng, đến lúc đó chỉ cần đoạt của vài tên vũ tông thì số lượng khả quan. Hắn hiện tại thoải mái nhàn nhã bắt một ít con cá tạp, cho nhiều tên vũ tông kia một ít thời gian. Ở trong tòa lầu bên ngoài Hồ Minh Tâm, Tân Bì ba người sắc mặt đã thiếu kiên nhẫn. Sắc mặt Hoắc Sâm âm hàn nói ra. Quá có vấn đề, thậm chí có hơn 500 khối tinh thạch hội tụ cùng một chỗ, nhất định có người dùng thủ đoạn ăn gian, ta đề nghị nên tra rõ một chút. Sở Vũ nhìn qua với bộ dáng hổn hển, nội tâm mừng rỡ không thôi, như thế xem ra, người hội tụ 500 khối tinh thạch không phải là người Mộc Húc Đế Quốc. Vậy vô cùng có khả năng là La Thanh Vân, hoặc là Hỏa Ô Đế Quốc Lý Vân Tiêu. Hắn vụng trộm nhìn qua Tân Bì, muốn từ biểu lộ của hắn nhìn ra chút sơ hở, nhưng Tân Bì sắc mặt như nước, không hề bận tâm, dường như ngủ say. Trong nội tâm Sở Vũ thầm mắng một câu lão hồ ly, lúc này mới hậm hực nói ra. Những tinh thạch này đều từ Hóa Thần Hải truyền tống tới, hơn nữa vị đại nhân kia đã hứa hẹn, nhóm tinh thạch này tuyệt đối không cách nào hàng nhái, hơn nữa các cường giả ba đại thế lực đều kiểm nghiệm mấy lần, nhìn không ra nửa điểm mánh khóe. Thử hỏi ai có năng lực đi ăn gian? A hát! Hoắc Sâm lạnh lùng nói ra. Vậy xin hỏi 500 khối tinh thạch bị một người đoạt được, đã xảy ra chuyện gì thế? Ánh mắt của hắn ngưng mắt nhìn qua, xanh mặt nói. Hẳn là Sở Vũ huynh biết chút ít cái gì, hoặc là người này chính là người Thiên Hương Đế Quốc. Sở Vũ pha trò, nói. Hoắc Sâm huynh chê cười, tình cảnh trong hòn đảo chỉ có người phụ trách trên đảo biết rõ. Ta cùng Hoắc Sâm huynh đều ở đây, chỉ có thể ở nơi này nhìn tình huống và phân bố tinh thạch trên đảo. Huống hồ muốn tra rõ cũng không phải chúng ta nói là tính toán. Nhất định phải có cao tầng ba đại thế lực thương nghị và quyết định. Hoắc Sâm huynh quan tâm quá nặng rồi. Hắn cố ý nhìn Tân Bì, nói. Tân Bì huynh, ngươi cứ nói đi. Tân Bì lúc này không thèm nhìn màn nước, nhàn nhạt nói ra. Thực lực có mạnh có yếu, vận khí có tốt có xấu, những tinh thạch này thuộc sở hữu là vận số của đám tiểu bối, chúng ta cứ xem là được. Ánh mắt của hắn trở nên lăng lệ, cả kinh nói. Người có được 97 khối tinh thạch sắp gặp người có được 45 khối tinh thạch. Nội tâm hai người đều dùng mình. Vội vàng nhìn qua màn nước. Hai người này vẫn nằm trong sự chú ý của bọn họ, cơ hồ tất cả biểu hiện đều được quan sát, trái lại tinh thạch bọn họ gặp gỡ tất cả đều cắn nuốt sạch. Tất nhiên là hai cao thủ không nghi ngờ, quả nhiên sắp gặp nhau, không biết ai sẽ ăn ai. Lý Vân Tiêu chạy trong rừng cây không có mục đích, lại đưa tới ánh mắt tham lam và hoảng sợ của nhiều người. Bởi vì hắn thu thập tất cả tinh thạch cũng không phải giấu đi, mà là dùng kình khí vây quanh bay theo phía sau hắn. Thật giống như đang khoe khoang hắn có vài chục khối. Bởi vì muốn hiệu quả quá rõ ràng, những tinh thạch được chân khí vây quanh đều có hào quang màu vàng bao phủ, giống như cái đuôi màu vàng lắc lư, làm cho tất cả mọi người thèm nhỏ dãi. Cũng bởi vì dùng biện pháp này đã hấp dẫn không ít võ giả chủ động đưa tinh thạch tới. Về sau kẻ biết rõ hắn lợi hại từ từ nhiều lên, lúc này mới không ai dám tiến lên, vừa nhìn thấy kim quang di động thì tranh thủ thời gian chạy như điên. Khiến cho hắn ban ngày cũng không gặp được kẻ chủ động tìm chết. Ân, thân ảnh Lý Vân Tiêu nhìn qua một cây đại thụ, có chút nhíu mày ngửa mặt nhìn lên trời. Vốn là rừng cây nắng ráo, vạn dặm không mây, đột nhiên xuất hiện mây đen rậm rạp, cả rừng cây lờ mờ không có ánh sáng, cơ hồ tất cả ánh mặt trời đều tản đi, giống như sắp mưa. Ầm ầm, lúc này tầng mây trên bầu trời va chạm vào nhau, bắn ra mấy đạo thiểm điện. Ngay sau đó quả nhiên là mưa to rớt xuống, sau đó mưa to đánh vào đại thụ đều phát ra âm thanh đùng đùng. Lý Vân Tiêu vung tay khẽ vẫy, mấy chục tinh thạch chui vào trong mi tâm, thu toàn bộ lại, trong đôi mắt bắn ra hào quang kinh ngạc, nhìn qua màn mưa đầy trời, trong mắt đầy ngưng trọng. Mưa to như chút nước, lại không thể làm ướt xiêm y của hắn, đều bị chân khí ngăn cản ở bên ngoài. Mà những cây đại thụ gần đó bị nước mưa rơi trúng, lá cây và thân cây trực tiếp bị xuyên thấu qua. Có thể nhìn thấy trong phạm vi này có trăm ngàn lỗ thủng, rất nhiều đã sụp đổ. Nước mưa này chẳng khác gì lợi kiếm. Hắc hắc, tiểu tử ngươi quả nhiên có chút môn đạo. Đã sớm phát hiện không đúng. Một giọng nói sâu kín từ trong rừng truyền ra, tràn ngập ý cười nhạo.
Sắc mặt Lý Vân Tiêu bình tĩnh như nước, lạnh nhạt nói. Những mây đen trên bầu trời thật ra không phải là mây mưa, chính là nguyên khí biến thành, ngũ hành sinh thủy, đây là thủy hệ vũ chi kết giới. Trong rừng cây, nơi này bị sương mù che chắn, mấy đạo thân ảnh dần dần hiện ra, một người cầm đầu mặc cẩm y màu xanh, trên mặt lộ ra vẻ giật mình, tán thán nói. Thành chủ Thành Viêm Vũ quả nhiên danh bất hư truyền, ngay cả vũ chi kết giới thất truyền đã lâu cũng nhận ra. Ta hiện tại thiệt tình tin tưởng lời đồn đãi, Kim Ô Lôi bệ thần, người phất tay là đánh chết Vũ Tông. Lý Vân Tiêu ngưng mắt nhìn lại, người này chính là nam tử lúc tiến vào Quỳnh Hoa Đảo đã mời hắn đi trước, Chấn Thiên Giáo Lãnh Tuyền. Vũ chi kết giới chính là một trong 7 đại chí cường nguyên tố kết giới, có thể ngưng tụ thủy tinh hoa trong thiên địa công kích, chính là một trong số ít những trận pháp chí cường được lưu truyền tới nay. Tinh quang trong mắt Lý Vân Tiêu chớp động nói. Năm đó ta có một lão bằng hữu muốn kết hợp 7 đại nguyên tố kết giới, hợp lại làm một. Đáng tiếc không ít trận pháp trong đó tàn phá không đầy đủ, cũng không biết những năm gần đây có tiến triển gì hay không. Bằng vào tu vị Vũ Tông Vũ Vương của các ngươi căn bản không có khả năng bố trí kết giới này. Cách giải thích duy nhất chính là trên người các ngươi có toàn bộ đồ trận vũ chi kết giới. Hôm nay các ngươi không chỉ phải giao tinh thạch, hơn nữa trận đồ vũ chi kết giới này ta cũng muốn. Lãnh Tuyền biến sắc, kinh sợ nói. Khẩu khí thật là lớn. Hợp 7 đại chí cường nguyên tố kết giới làm một, chó má, ngươi cho rằng lão hữu của ngươi là thiên hạ trận pháp đệ nhất nhân, vương tọa vũ đế đằng quang a hát. 7 đại chí cường nguyên tố kết giới, bất luận đạo này cũng có thể phát huy ra uy lực cực mạnh, cho dù là vũ đế hàng lâm cũng phải ngoan ngoãn bó tay. Lý Vân Tiêu mỉm cười, hắn nói người nọ đúng là đằng quang. Hắn khẽ cười nói, không bằng chúng ta tới đánh cuộc, ở bên trong vũ chi kết giới. Cho dù là thần thức của người phụ trách 3 thế lực lớn cũng không thể xuyên thấu qua, cho nên đợi lát nữa chém giết sinh tử không có người nào cứu giúp. Nếu như ngươi thua, giao tinh thạch và trận đồ vũ chi kết giới ra, ta có thể buông tha tính mạng cho tất cả các ngươi. Trong mắt Lãnh Tuyền mang theo nộ tức, ngạo nghễ cười lạnh nói. Vân Tiêu thành chủ quả nhiên rất cuồng vọng, cho dù ngươi đã từng phất tay trấn áp Vũ Tông, thì như thế nào? Nếu ngươi đã biết đây là vũ chi kết giới, tự nhiên cũng nên biết trong trận đồ này, ta là người tu luyện công pháp thủy hệ, uy lực tăng gấp đôi. Mà ngươi không chỉ chân khí bị chế ước, còn phải phân ra một bộ phận chân khí ngăn cản nước mưa như lợi kiếm, có thể phát huy ra một nửa uy lực đã là thiên phú dị bẩm. Tiếp tục tiêu hao như thế, ngươi có tự tin chiến thắng sao? Không thử làm sao biết? Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười cười, lập tức thu liễm thái độ bất cần đời. Vũ chi kết giới này quả nhiên giống như trong truyền thuyết, thậm chí có phong ấn dần dần tiêu hao thực lực của hắn. Hơn nữa nước mưa như lợi kiếm rơi xuống, mỗi một giọt chẳng khác gì một kích của đại võ sư, số lượng khổng lồ, ngăn cản bắt đầu cố hết sức. Còn đối phương đang nhàn nhã dạo chơi, ngược lại thập phần hưởng thụ loại cảm giác trong mưa này. Nước mưa rơi trên người của hắn trực tiếp rót vào trong cơ thể, hóa thành lực bổ dưỡng tẩm bổ đan điền của hắn. Trong thức hải Lý Vân Tiêu truyền ra âm thanh của Đoạn Việt. Kết giới chó má, nếu thần thức của đám chấp pháp giả không dò xét nơi này, để cho ta đi ra ngoài lập tức diệt đám tiểu quỷ này, giảm đi không ít phiền toái. Lý Vân Tiêu truyền âm nói. Không cần, ta vừa vặn thể nghiệm uy lực của kết giới. Huống hồ trận đồ ta nhất định phải đạt được, vừa vặn dùng nó mở thủy vực giới của giới thần bi. Giới thần bi có địa, thủy, hỏa, phong 4 vực giới. Mỗi một trận pháp đều vượt xa học thức của hắn, bằng vào lực lượng của hắn căn bản không thể khởi động. Cho dù khôi phục thực lực cửu thiên vũ đế đỉnh phong chi cảnh kiếp trước cũng không có biện pháp, phải mưu lợi bằng cách khác. Mà lấy trận phá trận chính là một loại trận đạo mà vương tọa vũ đế đằng quang đã từng giảng giải với hắn. Hắn chính là bằng vào phượng hoàng chân hỏa cùng thiên la diễm hỏa trận, lúc này mới mở ra hỏa chi vực giới. Mà vũ chi kết giới có đẳng cấp không thua gì thiên la diễm hỏa trận. Nhưng làm hắn đau đầu là, hắn cần thần vật cùng cấp với Phượng Hoàng Chân Hỏa để làm trận nhãn thủy vực giới. Vậy để cho ta thử xem, người có thể phất tay đè chết Vũ Tông rốt cuộc có thực lực thế nào. Lãnh Tuyền nói lời này đã chen ngang mạch suy nghĩ của Lý Vân Tiêu, chỉ thấy sau lưng Lãnh Tuyền có mấy tên đệ tử phân tán ra, thân ảnh quỷ dị, vậy mà trực tiếp ẩn vào trong nước mưa, khó có thể phát giác. Bọn họ là người khống chế vũ chi kết giới, tùy thời chuẩn bị phối hợp Lãnh Tuyền tiến hành công kích. Lý Vân Tiêu ở trong hỏa ô đế quốc phất tay đè chết Vũ Tông, tuy bọn họ không nhìn thấy tận mắt,
nhưng thà rằng tin là có, cộng thêm Lý Vân Tiêu tại Quỳnh Hoa đảo hung hăng càn quấy, cơ hồ kẻ nào không có mắt đi ra cướp tinh thạch danh ngạch của hắn đều bị cướp ngược. Lúc này mới khiến Lãnh Tuyền bố trí thế trận lớn như vậy, cầu không có sơ hở gì cả. Khởi! Một đám đệ tử ẩn nấp trong trận pháp quát to lên, giành xuất thủ trước. Chỉ thấy thân ảnh của hắn hiện ra trong màn mưa, một tay niết bí quyết, lúc này nước mắt trầm tích trên mặt đất hội tụ lại, dần dần ngưng tụ thành một đại hán nước, đại hán có hai nắm đấm to đi từng bước tới gần Lý Vân Tiêu. Lúc này ở nơi khác, cũng một gã đệ tử hiện hình đi ra, hai tay bắt ấn quyết nhanh chóng, những giọt nước trên mặt đất tạo thành mãng xà, nó xuyên qua mặt đất lao tới, há miệng tấn công Lý Vân Tiêu. Thú vị! Lý Vân Tiêu bay lên cây tránh thoát một kích của mãng xà, lúc này một đám đại thụ bị kiếm vũ đâm xuyên trăm ngàn lỗ thủng gãy đổ, thân ảnh của hắn bay qua hướng khác. Đại hán nước há miệng gào to một tiếng, nắm đấm to như nồi đất vung vẫy tấn công Lý Vân Tiêu. Hai quyền đầu càng trực tiếp thoát thể, hóa thành hai thủy cầu lớn đánh ra. Trong nội tâm Lý Vân Tiêu thầm giật mình, vũ chi kết giới quả nhiên quỷ thần khó lường, rõ ràng có thủ đoạn công kích quỷ dị như thế. Hắn không dám vô lễ, vội vàng đấm ra hai đấm nện vào thủy cầu kia, như muốn đánh sơ xác. Khiến hắn chấn động là, thủy cầu kia lại mềm nhũn, hai quyền của hắn đều lâm vào trong đó. Thủy cầu lập tức hóa mở ra, dọc theo hai tay bò lên, muốn bao vây hai tay của hắn lại, hơi nước trực tiếp rót vào làn da của hắn. Lúc này mãng xà nước từ trên mặt đất lao tới, lập tức cuốn lấy Lý Vân Tiêu, nó cuốn cực kỳ chặt chẽ, làm cho hắn không cách nào nhúc nhích, một cái đầu rắn trong suốt há to ra với cái lưỡi dài lắc lư lạnh lùng quan sát hắn. Giờ phút này Lãnh Tuyền còn chưa làm gì, hắn vẫn đứng từ xa, nhịn không được cười lên nói. Thành chủ đại nhân, ngươi sẽ không chỉ có như thế chứ? Nếu ngươi chỉ có tiếng mà không có miếng, vậy thì ngươi thảm rồi. Hắn nói với vẻ mặt nhẹ nhõm, nội tâm kỳ thật thập phần ngưng trọng, hai chiêu thủy hệ này biến hóa cực kỳ đa đoan, kỳ thực là một trong những sát chiêu cực kỳ lợi hại của vũ chi trong kết giới, cho dù thực sự có thực lực vũ tông, dưới sự khinh thường bị vây khốn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Lý Vân Tiêu bị mãng xà quấn quanh không thể nhúc nhích, hơn nữa rất nhiều hơi nước trực tiếp tiến vào trong cơ thể của hắn, hóa thành từng đạo băng lực muốn phong bế kinh mạch của hắn, nhiệt độ cơ thể vào lúc này giảm xuống thật nhanh chóng, thân thể đã biến thành màu lam nhạt. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu lên, ngưng trọng nói. Trận pháp thật mạnh, bốn tên vũ vương bố trí đã có thể phá hủy uy lực như thế, nếu như bảy trận là bốn tên vũ đế, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Không hổ là một trong bảy nguyên tố đại trận chí cường. Loại trạng thái này của ta, vũ tông bình thường hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lãnh Tuyền đồng tử hơi co lại, cười lạnh nói. Vân Tiêu thành chủ không phải vũ tông nhưng thắng vũ tông, chỉ sợ còn không làm khó được ngươi. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười cười, cơ bắp toàn thân căng phồng lên, phanh một tiếng hình thể của hắn lớn hơn vài phần, từng khối cơ bắp nhô lên, từng tia bá lực trong người bành trướng. Chung quanh thân thể hình thành hào quang vàng nhạt, hoàn toàn ngăn cách những hơi nước kia. Đây là... Lãnh Tuyền cả kinh, chỉ thấy mãng xà quấn quanh thân thể Lý Vân Tiêu hiện tại vặn vẹo vô cùng cổ quái, hơn nữa càng lúc càng nhanh, vậy mà không cách nào trói buộc được. Phanh! Thân hình mãng xà rốt cuộc tan biến, hóa thành một vũng nước tan biến đi. Trong mắt Lý Vân Tiêu có kim quang lập lòe, dưới chân dẫm mạnh, hắn phóng tới phía trước đánh ra một quyền, khóa không gian này lại. Không tốt. Lãnh Tuyền hét lớn một tiếng, lập tức hóa thành trong suốt tầm vậy mà biến mất tại chỗ, sau một khắc đã xuất hiện trước mặt Lý Vân Tiêu, ánh mắt lạnh như băng đảo qua, hắn cũng đánh ra một quyền, quyền mang va chạm, cả hai lui ra phía sau. Tu vị Lý Vân Tiêu kém Lãnh Tuyền kém quá nhiều, giờ phút này lại bị kết giới ảnh hưởng, một thân chân khí chỉ còn 3 phần 10, mà Lãnh Tuyền thì có thể phát huy lực lượng gấp bội, so sánh với nhau, Lý Vân Tiêu bị hao tổn kinh mạch toàn thân. Nội phủ tụ huyết tích tụ lên yết hầu. Thân thể càng bay ra xa xa. Tuy chân khí Lãnh Tuyền chiếm thượng phong, nhưng hắn cảm thấy lực lượng khổng lồ từ cánh tay truyền tới. Đây không phải là chân khí uy áp, mà là lực lượng thân thể hàng thật giá thật, không có nửa phần đầu cơ trục lợi. Cót kẹt. Xương tay của hắn dạn nứt, máu tươi tràn ra ngoài. Thân thể càng bị một quyền này đánh lui ra sau vài bước. Ngay phía sau hắn xuất hiện một bóng người đầy kinh hãi. Chính là một trong những đệ tử bày trận. Lý Vân Tiêu dĩ nhiên đã phát hiện ra nơi đệ tử này ẩn thân, muốn đánh bại từng người. Nếu không phải Lãnh Tuyền kịp thời phản ứng, sợ rằng kết giới này đầy nguy cơ.
Hắn nhìn nắm đấm đẫm máu, ánh mắt còn lạnh hơn cả băng xương, nói ra từng chữ một. Ngươi làm sao phát hiện hắn? Bảy đại nguyên tố kết giới, trừ lực công kích và trạng thái kèm theo cực kỳ biến thái ra, còn có một điểm làm đối thủ nhức đầu nhất, trừ khi có thực lực mạnh mẽ tuyệt đối cưỡng ép phá trận, nếu không căn bản không cách nào thoát ra được trận pháp trói buộc. Dưới một quyền của Lý Vân Tiêu, Lãnh Tuyền bị chấn động thất kinh bát đảo, nếu không phải có chí cường bá thể, không bị vũ chi kết giới can thiệp, sợ rằng đã bị đánh gục. Kết giới thật mạnh, trừ thủy hệ chân khí ra, toàn bộ đều bị tiêu giảm trên phạm vi lớn. Lãnh Tuyền lạnh lùng khẽ hừ, ngạo nghễ nói. Biết rõ như thế, người quả nhiên không làm ta thất vọng. Nếu không phải ta làm việc cẩn thận, bố trí kết giới này, chỉ sợ không làm gì được ngươi. Chẳng lẽ hiện tại có thể bắt ta dễ dàng sao? Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười cười, lau máu tươi trên miệng. A hát, chẳng lẽ ngươi còn có biện pháp bảo vệ tính mạng? Ta đúng là chờ mong đấy, nếu trò chơi này chấm dứt quá sớm, quá không có ý nghĩa. Lãnh Tuyền lạnh giọng nói. Thủy hệ chi pháp, ta cũng biết. Lý Vân Tiêu chắp tay trước ngực, từng đạo khí thể màu xanh ra trời hiện ra trên người của hắn, chậm rãi ngưng tụ ở trên không, hắn lại mô phỏng một con chân long, long nhãn hàn khí bức người. Lãnh Tuyền quá sợ hãi, hoảng sợ nói. Ngươi cũng chuyên tu vũ kỹ thủy hệ. Làm sao có thể? Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười cười, nói. Vạn pháp quy nhất, ngũ hành chuyển đổi mà thôi, kết giới chi lực công bằng với mọi người. Thử xem chiêu này của ta, thủy long ngâm, đánh cho ta. Thủy hệ chân long lập tức gào thét xông tới, phát ra một tiếng long ngâm phóng thẳng về phía Lãnh Tuyền, kình đạo mạnh mẽ không kém gì vũ tông. Chân khí Lý Vân Tiêu sau khi chuyển hóa thành thủy thuộc tính, quả nhiên cũng nhận được tăng phúc. Đáng tiếc hắn không biết vũ kỹ thủy hệ, cũng may vạn pháp tương thông, hắn tùy tiện tiện đánh ra một chiêu cũng có uy lực vô cùng. Thủy long ngâm là một chiêu hắn sáng tạo dựa vào mãng xà lúc nãy. Đã từng là cửu thiên vũ đế đỉnh phong, hắn trừ một ít tuyệt thế thần thông ra, trên cơ bản đều nhìn là biết ngay. Khốn kiếp, gặp quỷ rồi. Lãnh Tuyền cả kinh nói tục, đột nhiên hắn đánh ra mấy đạo ấn quyết, lam sắc quang mang hiện ra, là trưởng pháp thủy hệ. U Lam Phách Trưởng. Một trưởng ấn cực lớn ngưng tụ áp xuống, trực tiếp vỗ vào đầu thủy long, trực tiếp đánh thủy long thành vài đoạn. Lúc này bốn tên đệ tử ẩn nấp trong mưa ấn pháp quyết, các vật mô phỏng thủy hệ không ngừng xuất hiện, một đại hán cường tráng, một đầu thôn thiên mãng xà, một quái thụ quỷ dị, cuối cùng là một cái cối xay. Hai tay Lãnh Tuyền giang ra, hào quang kéo dài trong lòng bàn tay, dần dần ngưng tụ thành một cây trường thương mang theo lãnh ý của băng tuyết, thân thể từ trên cao xuống cưỡi lên đầu lâu mãng xà, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, ngạo nghễ nói. Người biết vũ kỹ thủy hệ thì thế nào? Bốn vật thủy hệ biến hóa, mỗi một loại đều có chiến lực vũ tông. Hơn nữa cộng thêm ta, một mình ngươi đối mặt năm vũ tông, nếu như ngươi thắng, vũ chi kết giới trận đồ này cho ngươi thì có làm sao? Lý Vân Tiêu đồng tử co rụt lại, nói. Tốt, quả nhiên có phong phạm cường giả, trải qua một trận chiến ngày hôm nay, ta tin tưởng ngươi có thể tiến xa trên con đường võ đạo. Ha ha, thật cuồng vọng, ngươi cho rằng ngươi là võ đạo tông sư A Hát. Lại dám dùng loại khẩu khí này nói chuyện với ta, hôm nay ta sẽ cho ngươi giáo huấn trọn đời khó quên. Lãnh Tuyền bước chân dẫm mạnh, quát. Lên. Mãng xà qua lại như con thoi, ba vật thủy hệ khác biến ảo thất thường, nhưng mà tốc độ cũng không chậm. Lãnh Tuyền đạp lên đầu rắn thương phong bạo phát, mang theo một mảng lớn bọt nước mỏng như lưỡi dao cắt qua đối thủ. Lý Vân Tiêu không dám khinh thường, thân thể lui nhanh ra phía sau, giờ này khắc này hắn cũng không dám giấu dốt. Cũng may vũ chi kết giới có thể che đậy thần thức bên ngoài điều tra. Mi tâm của hắn kim quang lập lòe, giới thần bi lập tức phá thể mà ra đón lấy lưỡi dao. Phốc phốc phốc. Rất nhiều bọt nước bắn vào giới thần bi chẳng khác gì châu chấu đá xe, không tổn thương chút nào cả. Giới thần bi ở trên không trung biến lớn, thả ra hào quang chẳng khác gì Mỹ Ngọc trấn áp Lãnh Tuyền. Đây là huyền khí gì? Lãnh Tuyền chấn động. Một kích tiện tay của hắn không ngờ tán loạn yếu ớt như thế. Hơn nữa giới thần bi tỏa ra khí chất phong cách cổ xưa, làm cho hắn sinh ra cảm giác không cách nào ngăn cản được. Xíu, yêu yêu. Lúc này gốc đại thụ biến hóa ra nhiều nhánh cây, từ bốn phương tám hướng trói chặt giới thần bi, nhánh cây của nó không ngừng phong ấn giới thần bi, đình trệ trên không trung. Lãnh Tuyền thở ra một hơi, trong mắt hàn quang đại thịnh,
Lý Vân Tiêu này sau khi dùng át chủ bài còn nắm chắc bài giống như vô cùng vô tận, thật đúng là nguy hiểm. Trong mắt của hắn sát ra sát cơ. Đột nhiên mãng xà ngóc đầu lên, chờ lãnh tuyền muốn phóng lên trời. Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười cười, hai tay bắn ra quang mang màu vàng, tất cả đều là khoa đẩu văn phong cách cổ xưa, chúng bay múa trên không trung. Đại giới thần quyết. Trên giới thần bi đột nhiên bắn ra kim quang sáng ngời, lập tức đâm thủng đại thụ trói buộc, giới thần bi kim quang sán lạn thoát khốn mà ra, trực tiếp chân áp vào đầu lãnh tuyền. Cái gì? Lãnh tuyền chấn động, một cảm giác sức mạnh to lớn tập trung làm hắn không thể làm gì, loại cảm giác này lập tức bao phủ nội tâm của hắn. Trong lòng của hắn hoảng hốt, bước chân đạp mạnh, mãng xà lập tức phóng lên trời, trực tiếp hóa thành cột nước lớn ngăn cản giới thần bi. Phanh! Giới thần bi rơi xuống bị ngăn cản được, nhưng mà cột nước đang bị nghiền ép, không ngừng biến yếu. Lãnh tuyền rút trường thương đâm thẳng xuống dưới, trên mặt đất xuất hiện cột đá dựng đứng, nhao nhao đâm thẳng vào trường thương của hắn. Đại hán nước nhảy dựng lên, hai đấm to như nồi đất đánh tới. Còn có cối xay xoay tròn trên không trung, tỏa ra uy áp kinh người chấn áp giới thần bi. Ầm ầm, giới thần bi kim quang sáng ngời rốt cục bị mấy phương liên thủ đánh tan hào quang, bay trở về trong tay Lý Vân Tiêu. Thừa lúc hắn bệnh, muốn mệnh hắn. Lãnh tuyền hét lớn một tiếng, quyết định thật nhanh, trường thương quét ngang, mũi thương mang theo hàn khí như cắt không gian thành hai nửa tấn công Lý Vân Tiêu. Giới thần bi mang tới cho hắn cảm giác uy hiếp to lớn, thừa lúc huyền khí bị quản chế, hắn muốn một lần hành động đánh chết Lý Vân Tiêu. Vốn là một thắng lợi vững vàng, lại bị một kiện huyền khí không hiểu là gì làm chật vật như vậy, hắn đã sớm nghẹn một bụng tức giận. Bốn người ẩn nấp trong màn mưa nhanh chóng bất quyết, đại hán, mãng xà, đại thụ và cối xay nhao nhao xông lên, thừa lúc giới thần bi vừa mới bị hao tổn, đây là thời cơ tốt nhất đánh chết Lý Vân Tiêu. Ánh mắt Lý Vân Tiêu ngưng lại, trong miệng phun ra mấy chữ to, giới thần bi trong tay lại bắn ra kim quang sáng ngời, một vòng hỏa diễm từ trên thân bia bắn ra ngoài, lập tức hóa thành một biển lửa bao phủ bốn phương tám hướng. Thiên La Diễm Hỏa chiến trận, mở cho ta. Một chiến kỳ nhỏ xuất hiện trên giới thần bi. Thiên La Diễm Hỏa chiến trận vô cùng bá đạo trùng kích khắp nơi, bức màn mưa đầy trời lui lại. Dùng trận phá trận. Vũ Chi Kết Giới uy lực tuy không dưới Thiên La Diễm Hỏa chiến trận, nhưng dù sao chỉ có bốn tên vũ vương bố trí. Mà Lý Vân sử dụng Tiêu Thiên La Diễm Hỏa chiến trận có tới 3.600 tên võ giả, hơn nữa Thiên La Diễm Hỏa chiến kỳ là cửu giai huyền khí, tuy trận lực chủ yếu trấn áp trong hỏa giới vực. Nhưng chỉ vẻn vẹn phân ra bộ phận lực lượng cũng không phải Vũ Chi Kết Giới đơn giản này có thể ngăn cản. Oanh! Hỏa diễm không kiêng nể gì khuyết tán ra, những nơi hỏa diễm đi qua, nước mưa hóa thành hơi bay đi, mặt đất bốc cháy chẳng khác gì hỏa ngục. Chi, xảy ra chuyện gì? Nhiệt độ bốn phía không ngừng tăng lên, trở nên cực nóng, nhưng lãnh tuyền lại cảm thấy hàn ý lạnh thấu xương từ sống lưng của hắn chạy dọc lên đầu, trong biển lửa bao la này bao phủ. Hắn rõ ràng cảm nhận được lực lượng không gì địch nổi áp về phía mình, hắn tùy thời đều có thể bị đốt tan thành mây khói. Bốn tên đệ tử Chấn Thiên Giáo ấn nấp trong màn mưa cũng hiện thân, không còn dáng vẻ thong dong và nhẹ nhõm nữa, nhao nhao hoảng sợ vận chuyển chân khí ngăn cản hỏa diễm xâm nhập. Giờ phút này trên không Vũ Chi Kết Giới, ba gã chấp pháp giả đang xúm lại với nhau, cau mày thương thảo tình huống phía dưới. Đã qua thật lâu, cái thủy hệ trận pháp này vẫn chưa mở ra. Chẳng lẽ Lý Vân Tiêu còn chưa có chết? Nghe đồn người nọ giơ tay nhấc chân đã diệt sát Phú Tông, nếu thật có thực lực như vậy, lãnh tuyển gặp hắn chắc chắn là một hồi ác chiến. Không đến mức A, hắn còn có bốn tên sư đệ là Vũ Vương đấy. Hơn nữa trận pháp này vô cùng quỷ dị, ngay cả thần thức của chúng ta cũng bị che đậy, phải biết rằng cấm thần đại trận trên đảo cũng không làm được điểm này. Đúng vậy, trận pháp này cho ta cảm giác thập phần cường đại. Mặc dù là ta ở trong đó cũng lâm vào nguy cơ to lớn. Ta thấy Lý Vân Tiêu giữ nhiều lành ít, lãnh tuyền này ta vẫn nhìn chằm chằm vào, trừ thực lực siêu tuyệt, tâm trí cũng lãnh khốc. Sợ rằng chỉ có La Thanh Vân mới có thể chiến một trận. Là La Thanh Vân thu thập hơn 600 tinh thạch sao? Tiểu tử kia nhất định có vấn đề. Các ngươi mau nhìn, trận pháp có biến, kết quả sắp có rồi. Ba người biến sắc, vội vàng ngưng mắt nhìn xuống dưới. Đột nhiên một màu đỏ xuất hiện trên mặt đất, mạnh mẽ phá tan mây đen, không ngừng lan tràn ra chung quanh. Hỏa diễm cuồn cuộn phóng thẳng lên trời, uy áp viễn cổ trấn áp bốn phương.
Mặc dù ba gã chấp pháp giả cũng cảm nhận áp lực kinh thiên, hoảng sợ bay lên không trung vài trăm mét, lúc này mới có một tia cảm giác an toàn, khiếp sợ không thể tin nhìn qua phía dưới. Trong đầu mỗi người đầy dấu hỏi, chẳng rõ xảy ra chuyện gì. Nhưng làm cho bọn họ phát điên là, trong biển lửa này cũng có hiệu quả che đậy thần thức, hơn nữa mắt không thể thấy. Lý Vân Tiêu chậm rãi đi ra khỏi biển lửa, nhìn qua năm người đau khổ trèo trống, nói. Còn có lực đánh một trận. Năm người sắc mặt tái nhợt, đặc biệt là bốn tên Vũ Vương đã dần dần chống đỡ hết nổi. Hơn nữa trong lòng bọn họ hiểu rõ, loại tình huống này, mặc dù chính mình hô nhận thua, sợ rằng chấp pháp giả cũng không có biện pháp cứu mình ra ngoài, trong nội tâm đầy sợ hãi. Lãnh Tuyền không cam lòng, cắn răng nói. Chúng ta nhận thua, tinh thạch toàn bộ cho ngươi. Hắn không cam lòng, trận hỏa diễm này xuất hiện quá khó hiểu. Vốn là cục diện vững vàng chiến thắng lại bị một kiện huyền khí quái dị thay đổi. Nhưng giờ phút này bị đối phương trấn áp, không phục cũng không được. Chúng ta nhận thua, tinh thạch toàn bộ cho ngươi. Lãnh Tuyền nghiến răng nghiến lợi, không có cam lòng. Hắn lấy mấy chục viên tinh thạch ra, còn có một quả ngọc giản, phía trên ghi lại trận đồ vũ chi kết giới, nhìn cũng không nhìn ném qua. Hừ, nhận thua miễn cưỡng như vậy. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Ngươi nhất định không phục. Hắn lấy ra 5 miếng tinh thạch ném trở về, nói. Hiện tại không có thời gian dày vò với các ngươi, nếu không phải phục thì vào trong Tu Di Sơn mà tìm, ta chờ ngươi. Lý Vân Tiêu một tay niết bí quyết, giới thần bi trực tiếp thu vào trong mi tâm. Biển lửa mất đi khởi nguồn dần dần tiêu tán ra, trên bầu trời khôi phục vạn dặm không mây, nắng ráo sáng sủa. Kết quả đã có, ai thắng? Mấy tên chấp pháp giả ở trên không trung mấy ngàn mét đưa mắt nhìn qua phía dưới, chỉ thấy thân ảnh Lý Vân Tiêu chạy như bay rời đi, chỉ còn lại có Lãnh Tuyền 5 người còn lưu lại tại chỗ. Lý Vân Tiêu vậy mà không chết, Lãnh Tuyền cũng không chết, rốt cuộc là ai thắng? Nhanh xem hướng đi của tinh thạch là được. Một người vội vàng bắt pháp quyết, một màn nước hình thành trước người, dần dần kéo dài ra, phía trên có hơn 100 khối tinh thạch từ từ rơi đi, chỉ còn lại có 5 khối còn lưu tại chỗ. Chi, dĩ nhiên là Lý Vân Tiêu chiến thắng, tại sao có thể như vậy? Lấy một địch năm, hơn nữa còn ở trong trận pháp quái dị này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ba người vẻ mặt khiếp sợ, khó có thể tin. Các ngươi mau nhìn. Một người trong đó chỉ vào màn nước, đồng tử bỗng nhiên mở lớn. Hai người khác đồng tử co rút lại, sợ hãi nói. Đi nhanh lên. Ba người lập tức hóa thành lưu quang, phóng thẳng về hướng Lý Vân Tiêu. Đám người Lãnh Tuyền phía dưới rời đi thật nhanh, chỉ còn lại một đống bừa bộn rộng vài ngàn mét. Lúc này trên không trung vài ngàn mét, vậy mà hơn 10 tên chấp pháp giả tụ tập nơi đây, tất cả đều ngưng mắt nhìn bên dưới. Sao các ngươi cũng tới? Ta sợ chàng diện không khống chế nổi, đi xem. Lý Vân Tiêu chạy như bay một hồi, hắn đáp xuống một khối đá, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu điều tức. Ngay vào lúc hắn ngồi xếp bằng xuống, một đạo cường quang từ trời rơi xuống, giống như lôi đình từ trên cao, có uy năng hủy thiên diệt địa bao phủ phạm vi mấy ngàn mét. Hừ! Lý Vân Tiêu hừ nhẹ một tiếng, một ngón tay điểm vào tảng đá, hắn ngồi xếp bằng lập tức xuất hiện trận pháp màu vàng bao phủ. Một vòng phù văn từ trong trận pháp bay ra ngoài xoay tròn quanh thân hắn, hình thành một lồng giam bảo hộ thân thể hắn vào trong. Oanh! Cường quang rơi xuống đánh vào phù văn màu vàng. Từng vòng phù văn màu vàng bị điện quang làm chấn động mãnh liệt, trong mơ hồ vậy mà xuất hiện vết rạn thật nhỏ. Oanh! Hào quang xuất hiện như một đóa hoa sen trong nước nở rộ, hào quang đại phóng, Lý Vân Tiêu lập tức được bao phủ trong cường quang. Thiên địa huyền huyễn, vũ trụ hồng hoang, trụ chi bí quyết quy khư. Một âm thanh hùng hồn vang lên trên không trung, giống như ngôn xuất pháp tùy, bầu trời như sụp xuống, hoa sen không ngừng áp xúc. Cả hòn đảo dưới một chiêu này cũng lắc lư mạnh mẽ. Đệ tử và chấp pháp trên Quỳnh Hoa đảo cảm thụ loại lắc lư này, nhao nhao hoảng sợ ngẩng đầu lên, nhìn qua uy áp khủng bố hình thành trên không trung đè xuống. Loại uy năng kinh thiên động địa này làm cho người ta hoảng sợ. Lãnh Tuyền nội tâm chấn động, thất thần nhìn qua bầu trời xa xa, lẩm bẩm nói. Phương hướng kia, chẳng lẽ là... Hắn biến sắc, lập tức cải biến phương hướng chạy như bay về phía đó. Đây là vũ khí gì, vậy mà dẫn động lực lượng thiên địa? Một lão giả đột nhiên xuất hiện trên bầu trời cao, cùng lúc đó ở hướng khác cũng có hai người khác xuất hiện.
Bọn họ thần sắc hoảng sợ nhìn qua, ba người này chính là người phụ trách cao nhất trên Quỳnh Hoa Đảo. Phân biệt đến từ Tụ Thiên Tông Phương Đức, Thiên Hạc Môn Đồ Lỗi cùng với Độn Thế Cốc Hoàng Tiểu Long. Bái kiến ba vị đại nhân. 10 tên chấp sự lúc này tiến lên thi lễ với bọn họ, những chấp pháp giả này đều tới từ ba đại thế lực của Nam Vực. Là người phương nào động thủ, vậy mà dẫn động lực lượng thiên địa cường đại như thế, kinh động ba người chúng ta từ hư không đi ra. Phương Đức giật mình nhìn phía dưới. Trong đó một gã phụ trách tới từ Hỏa Ô Đế Quốc nói ra. Bẩm Phương Đức trưởng lão, là Thiên Hương Đế Quốc La Thanh Vân ra tay, dường như hắn muốn diệt sát Hỏa Ô Đế Quốc Lý Vân Tiêu. Cái gì? Phương Đức ba người giật mình, hoảng sợ nhìn lại. Phương Đức càng cả kinh nói. Chính là Lý Vân Tiêu kẻ diệt Huỳnh Dương gia, chém giết Chu Ngọc Sơn. Đúng là người này. Người phụ trách trả lời. Trước mắt Mộc Húc Đế Quốc lãnh tuyển cũng bị cướp đoạt 97 khối tinh thạch, hiện tại trên người hắn có tổng cộng 156 khối tinh thạch. La Thanh Vân trên người có 742 khối tinh thạch. Cái gì? Ba người đề à kinh hãi, nhưng mà thần sắc kích động không thôi. Đồ Lỗi hiển nhiên vui mừng, khuôn mặt tươi cười như vỡ ra. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt âm trầm như nước, lãnh tuyển cũng biết rõ, là Mộc Húc Đế Quốc có hậu bối mạnh nhất lần này. Nghe nói có thực lực phi phàm lại bị người ta cướp sạch. Hôm nay gần ngàn khối tinh thạch hội tụ ở đây, cho dù ai thắng ai thua đều không quan hệ tới Mộc Húc Đế Quốc, làm cho hắn không vui là đúng. Phương Đức sắc mặt lo lắng, lực lượng cường đại như thế, cho dù hắn xem trọng Lý Vân Tiêu như thế nào thì nội tâm cũng thấp thỏm không yên. Ba người bọn họ vừa vào trên đảo liền trực tiếp trốn vào trong hư không tu luyện. Căn bản không có quản tình huống trên đảo. Giờ phút này bị lực lượng thiên địa cường đại làm chấn kinh, không thể ngờ ngoài những đệ tử thế gia gia, trong những hậu bối của các tiểu môn phái lại có kẻ mạnh như vậy. Vũ khí mạnh mẽ như thế, tuyệt đối không yên lặng vô danh. La Thanh Vân rốt cuộc có địa vị gì? Đồ Lỗi trong nội tâm vui sướng, nhưng mà nội tâm vẫn hoài nghi. Thời điểm mọi người sợ hãi thán phục không thôi, không gian phía dưới vặn vẹo cường đại, hoàn toàn bị hào quang chấn vỡ, muốn nghiền nát tất cả. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang phóng lên trời, trực tiếp cắt đôi hoa sen đang nở rộ kia, cả bầu trời dường như đón lấy ánh bình minh ngày mới, tản mát cảm giác khai thiên tích địa. Ngay cả hư không vặn vẹo cũng dừng lại dưới thân kiếm, bắt đầu khôi phục. Giọng Lý Vân Tiêu vang vọng bầu trời, một thanh trường kiếm nơi tay, thân thể phóng lên trời, mang ra một đám xương hoa chém vào trong hư không. Những nơi kiếm quang đi qua, hư không bị cắt tan. Đó là... Đồng tử Phương Đức co rụt lại, cả kinh nói. Ngô Câu Xương Tuyết Minh, bội kiếm lãnh tinh ba quả nhiên trong tay hắn. Trong tọa độ không gian kia, dường như ẩn ẩn có dấu vết vỡ ra. La Thanh Vân nửa người từ trong nhảy ra ngoài, hoảng sợ nhìn qua một kiếm chém xuống, hai tay vội vàng giao nhau, hai vòng đồng trên cổ tay mở phong ấn, hợp hai làm một tạo thành vòng đồng lớn, bắn ra nghênh tiếp kiếm quang. Phanh! Vòng đồng bị kiếm quang chém bắn ra tia lửa sáng ngời, nó chấn động mạnh mẽ, phát ra âm thanh kim loại đinh tai nhức óc. La Thanh Vân một tay cầm lấy vòng đồng, thân thể bước ra khỏi hư không, lăng không mà đứng, nhìn qua Lý Vân Tiêu ở xa xa, trong mắt bắn ra thần thái ngưng trọng, nhưng lập tức cười rộ lên, nói. Lý Vân Tiêu, người thực khiến ta giật mình. Lý Vân Tiêu chém ra một kiếm này cũng rơi xuống đất, cầm kiếm mà đứng, lãnh đạm nói. Giật mình con em ngươi, đánh lén rất thoải mái sao? Thiếu chút nữa mạng ta bị ngươi thu rồi. La Thanh Vân một tay nâng vòng đồng, không ngừng xoay tròn trong lòng bàn tay, hiển nhiên cũng là huyền khí rất mạnh, lạnh nhạt nói. Ngươi bây giờ không phải đang sinh long hoạt hổ, vui vẻ nha. Trên mặt hắn đầy ngưng trọng, nói. Vốn cho rằng dù vũ chi kết giới không thể thu thập ngươi, cũng ít nhất có thể làm ngươi trọng thương. Nhưng không thể ngờ ngươi chẳng bị tổn thương gì cả. Ta thực rất ngạc nhiên, ngươi làm thế nào? Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Có cơ hội ngươi cứ đi vào thử xem, nhất định vui vẻ bất ngờ. La Thanh Vân cười to vài tiếng, nói. Tuy vũ chi kết giới trói không được ta, nhưng muốn đi ra cũng phải gặp nhiều trắc trở. Tuyệt đối không dễ dàng như ngươi đâu. Lý Vân Tiêu nói. Ta rất ngạc nhiên, ngươi làm sao có thể thu được nhiều tinh thạch như thế? Thần thức của ngươi không có khả năng cảm ứng được à? La Thanh Vân cũng thẳng thắn thành khẩn, không cố kỵ nói ra. Những tinh thạch này đều là thiên cương thạch làm thành, trên người của ta mang theo một con thôn kim thử,
có thể cảm giác thiên cương thạch tồn tại. Lý Vân Tiêu lúc này mới gật gật đầu, nói. Thì ra là thế, thôn kim thử tuy không phải yêu thú chân quý gì, thực sự thập phần kỳ lạ quý hiếm. Đám chấp pháp giả phụ trách trên không trung lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, khó trách La Thanh Vân có thể thu thập nhiều như thế. Hai người nói vài câu chuyện phiếm với nhau xong lại trầm mặc. Cả không gian trở nên rất áp lực, một loại cảm giác mưa gió sắp tới, ngay cả mặt hồ trước Quỳnh Hoa Đảo cũng đầy gợn sóng. Rốt cục La Thanh Vân nhìn không được động thủ trước. Hắn dù sao chỉ là thanh niên hơn 20 tuổi thôi, tuy đã đủ trầm ổn. Nhưng trên tâm tính làm sao hơn được Cổ Phi Dương. Linh Thiên Hoàn, đại dịch vũ thuật. Vòng đồng kia vốn chính là một kiện huyền khí cường đại, bị Ngô Câu Xương Tuyết Minh chém vẫn lông tóc ít bị tổn thương. Vòng đồng kêu đinh linh bắn ra bốn phía, cả bầu trời đều xuất hiện tiếng ngân trầm thấp. Mà thân thể La Thanh Vân lại múa may trong tiếng vang của vòng đồng, nhìn qua rất xa hoa, cảnh đẹp ý vui. Đinh linh, đinh linh. Đám đệ tử trẻ tuổi trên Quỳnh Hoa Đảo nghe được tiếng đinh linh này thì ngây dại ra, hai mắt thất thần. Đây là tinh thần công kích. Trong nội tâm Phương Đức dùng mình, âm thanh của vòng đồng này vẫn làm cho một ít người phụ trách ánh mắt mê ly. Nhưng với hắn mà nói hỏa hầu vẫn kém một chút, cũng không bị ảnh hưởng, hắn lo lắng nhất chính là Lý Vân Tiêu, ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy Lý Vân Tiêu cũng dần dần mất phương hướng, trong nội tâm khẩn trương. Hừ, tinh thần công kích chính là vũ khí cường đại nhất, võ giả bình thường căn bản khó có thể ngăn cản, đừng nói ngươi chỉ có tu vị vũ quân, cho dù cùng giai với ta cũng không cách nào ngăn cản. Sắc mặt La Thanh Vân mang theo một tia kiêu ngạo, chậm rãi lao từ bầu trời xuống. Mỗi một bước bước ra đều cực kỳ có thiết tấu, hoàn toàn phối hợp với âm thanh của vòng đồng, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Bước theo đại dịch vũ bộ, mấy bước này La Thanh Vân cũng đã đến trước mặt Lý Vân Tiêu. Nhìn thấy Lý Vân Tiêu vẻ mặt ngây ngốc, hắn hơi than thở nhẹ nói. Vốn là còn tưởng rằng hơi thú vị, không thể ngờ lại khinh địch chúng nhiều như thế, dùng thực lực của ngươi không nên như thế, ai, đáng tiếc. Tay hắn giơ lên. Một trưởng vỗ vào đầu Lý Vân Tiêu. Đáng tiếc con em ngươi. Trên mặt ngây ngốc của Lý Vân Tiêu xuất hiện nụ cười, ánh mắt ngây dại đột nhiên có thần, chuyển biến thành thanh tĩnh, trong con mắt bắn ra hào quang cổ quái, làm cho nội tâm La Thanh Vân dùng mình, cơ hồ tâm thần thất thủ. Cái gì? La Thanh Vân kinh hãi, biết rõ trúng kế, vội vàng thu hồi tay phải, nhanh chóng lui ra phía sau. Đã muốn chơi, nên chơi lớn một chút. Trên mặt Lý Vân Tiêu tươi cười trở nên cực kỳ cổ quái, thân thể lúc này bắt đầu vặn vẹ, sau đó hoàn toàn bị vỡ ra, hóa thành từng cánh hoa phiêu tán trong gió. Chi, đây là, ảo thuật. Trong nội tâm La Thanh Vân hoảng hốt, lúc này mới phát hiện thiên địa bốn phía trở nên lờ mờ, các loại cảnh tượng bốn mùa không ngừng luân chuyển, đều bao phủ lấy hắn, ngay cả không gian cũng trở nên cực kỳ bất ổn, không gian hắn đứng sắp vỡ vụn ra. Làm sao có thể? Chính mình thi triển tinh thần công kích, không ngờ bị trúng chiêu của đối phương. Đây là hồn lực cường đại cỡ nào mới có thể làm được như thế? Thiếu niên này rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào? Thời điểm hắn kinh ngạc không thôi, không gian nơi này vặn vẹo, đột nhiên xuất hiện hư ảnh từng bước đi về phía hắn. Hư ảnh bước ra từng bước, ở giữa thiên địa chấn động mạnh mẽ, hơn nữa kim quang trên người sáng lạn, đánh ra một quyền. Đại huyễn diệt quyền. Hư ảnh mở miệng chậm rãi nói ra bốn chữ, một đấm giơ lên cao cao nện thẳng vào La Thanh Vân. Một quyền này đánh ra khiến không gian co rút lại, toàn bộ bị lực lượng một quyền làm vặn vẹo, một phương thế giới này dưới một quyền của hắn không ngừng run rẩy. Đây là cái gì? Đại huyễn diệt quyền, chi, đại huyễn diệt quyền. La Thanh Vân lập tức nghĩ đến cái gì, chờ tới khi hắn nhìn rõ gương mặt của hư ảnh thì lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán, thân thể không còn chút máu nào cả. Trong không gian này, nếu thân thể của hắn sụp đổ, như vậy hắn ở trong hiện thực cũng xong đời. Mà một quyền của người trước mặt này đã bao phủ thân thể của hắn. Ngạo Trường Không, dĩ nhiên là Phách Thiên Vũ Đế Ngạo Trường Không, còn có đại huyễn diệt quyền của hắn. Dưới một quyền này tứ cực sụp đổ, tiểu tử này rốt cuộc là người phương nào? Chẳng lẽ hắn nhìn thấy Ngạo Trường Không, hơn nữa học qua một quyền này? La Thanh Vân thực sự sợ tới mức mặt không còn chút máu. Muốn tiếp một quyền của Ngạo Trường Không tuyệt không khả năng, cơ hội thoát thân duy nhất chính là đánh tan không gian này chạy thoát ra ngoài. Hắn hét lớn một tiếng, thân thể bắt đầu trở nên khủng bố, từng phiến lân giáp màu xanh bao phủ toàn thân, thân thể của hắn bay lên trời,
sống sờ sờ kéo dài ra, trong nháy mắt đã biến thành thượng cổ chân long. Đằng long pháp thân, bất động vương quyền, oanh cho ta, oanh, oanh. Biến thành thượng cổ chân long La Thanh Vân lập tức gào rú, dùng thân hình đập tan không gian ảo cảnh, lập tức tự đấm ra trăm ngàn quyền, cả không gian bắt đầu xuất hiện vết rạn, tùy thời sẽ sụp đổ. Giờ phút này quyền ảnh của Ngạo Trường Không cũng vung lên, bởi vì lực lượng thật sự quá lớn, cả không gian lập tức vỡ thành từng mảnh, bắt đầu dần dần tiêu tán. Nhưng một quyền kia vẫn vượt qua không gian tan vỡ, tầng tầng truyền ra, những mảnh vỡ không gian trước một quyền này đã biến mất, tiêu tán trong bóng tối. Chi, không. La Thanh Vân hoảng sợ hét lớn một tiếng, quyền uy của Ngạo Trường Không không chỉ chấn vỡ vô số mảnh vỡ không gian, hơn nữa còn truyền ra ngoài. Tuy chỉ còn lại 1% lực lượng, nhưng cũng không phải hắn có thể ngăn cản. Chân long thánh thể, phòng ngự mạnh nhất. Oanh! Một đầu thượng cổ chân long trực tiếp bị quyền uy còn sót lại đánh trúng, hắn giống như con giun bị đánh bay ra ngoài, máu tươi rơi vãi khắp nơi. Vào lúc tinh thần không gian nghiền nát, tại Quỳnh Hoa Đảo, bản thể La Thanh Vân trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ra ngoài như diều đứt dây. Cái này xảy ra chuyện gì? Trên không trung, tất cả mọi người đều thất kinh, những chấp pháp giả kia cũng tỉnh táo lại, lập tức trên mặt xuất hiện thần thái xấu hổ. Tại lại là La Thanh Vân bị thương. Đúng vậy à, quá mức quái dị. Vừa rồi hắn nâng một trưởng muốn lấy mạng Lý Vân Tiêu, vì sao hắn bị thương bay ra ngoài? Các ngươi ai trông thấy Lý Vân Tiêu xuất chiêu hay không? Trên mặt Hoàng Tiểu Long đầy ngưng trọng, trầm giọng nói. Tất cả im miệng cho ta, xấu mặt như thế đủ chưa? La Thanh Vân thi triển tinh thần công kích, bị tinh thần lực của Lý Vân Tiêu cắn trả. Đồ Lỗi nuốt nước miếng, khó có thể tin nói. Vừa rồi vòng đồng phát ra tinh thần lực bá đạo tuyệt cường, không ngờ bị đối phương cắn trả trở về. Lý Vân Tiêu này rốt cuộc làm thế nào? Những người này cho rằng La Thanh Vân là bị tinh thần cắn trả, căn bản không có ai biết hắn là bị Lý Vân Tiêu trực tiếp thu vào tinh thần không gian, thiếu chút nữa tan thành mây khói, hụng hiểm trong đó còn gấp vạn lần những người này nói. Thượng cổ chân long, tiểu tử này vậy mà tu tập chân long bí pháp. Trong mắt Lý Vân Tiêu bắn tinh quang, dùng tinh thần lực ngũ giai thuật luyện sư của hắn, hơn nữa đại diễn thần quyết ngưng tụ tinh thần lao tu còn có thể vây khốn lục giai thuật luyện sư không có cách nào đào thoát. Hắn vốn bày ra thế yếu, tương kế tựu kế biểu hiện ra bản thân trúng chiêu. Sau đó kéo La Thanh Vân vào trong tinh thần lao tù của mình, hắn liền cho rằng trường chiến đấu này trực tiếp chấm dứt. Bởi vì hắn mơ phỏng một quyền của Ngạo Trường Không, bất luận kẻ nào cũng khó có khả năng tiếp được. Ai biết đối phương lại hóa thân chân long, đánh nát tinh thần lao tù của hắn. Cuối cùng một quyền của Ngạo Trường Không chỉ còn lại 1% quyền uy đánh lên người của hắn, chỉ cần không gian trèo trồng nhiều hơn một cái nháy mắt, La Thanh Vân cũng phải chết không thể nghi ngờ. Không thể không nói hắn vận khí vô cùng tốt. Phanh! Lý Vân Tiêu phá vỡ nham thạch dưới chân. Hắn lập tức thi triển thân pháp lao thẳng về phía La Thanh Vân. Một quyền kia tuy làm hắn bị thương không nhẹ, nhưng còn không đến mức mất đi chiến lực. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng rơi vào trong rừng cây, chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện bãi máu, chính là La Thanh Vân nhổ ra, nhưng lại không thấy bóng dáng. Hừ, muốn chạy trốn. Đã ngươi đã biết rõ ta có tinh thần lực cường đại, tự nhiên cũng nên biết cấm chế trên đảo này vô dụng với ta. Thần thức của hắn khuyết tán ra. Trong chốc lát phóng ra xa trăm dặm, đem trọn Quỳnh Hoa Đảo bao phủ vào trong đó, lại không có phát hiện La Thanh Vân đâu cả. Ân, thì ra là trốn vào trong hư không. Dùng thực lực của ngươi không có khả năng trốn vào hư không, tất nhiên là cái vòng đồng huyền khí kia có công năng ẩn nấp hư không. Đã như vậy ta đây liền trực tiếp phá vỡ cánh cửa hư không, triệt để phong kín ngươi bên trong. Lý Vân Tiêu nâng trường kiếm trong tay lên, từng vòng kiếm ý khủng bố hiện ra trên trường kiếm. Trường kiếm của hắn xuất hiện ánh huỳnh quang vô cùng chói mắt. Nhưng ánh huỳnh quang này từ từ bao phủ khắp thân kiếm, khiến cho kiếm thể dần dần trở nên thông thấu. Kiếm quyết ban mai. Một đạo kiếm quang trùng thiên quán nhật, lập tức trực tiếp chém rừng rậm thành hai khúc, chém thẳng vào tọa độ không gian kia. La Thanh Vân trốn trong hư không rốt cuộc ngồi không yên, hắn mạnh mẽ lao ra ngoài, vòng đồng rơi vào trong tay, nó bắt đầu chấn động kịch liệt. Một cánh tay tỏa ra lực lượng kinh người. Dần dần bị lân phiến màu xanh bao bọc. Chân long thánh thể long hoàng đại lực mạch. Sắc mặt La Thanh Vân trắng bệch mang theo tái nhợt, khóe miệng vẫn còn rất nhiều máu tươi chưa lau. Một quyền này có thể làm không gian bị nghiền nát,
trên vòng đồng xuất hiện kim sắc quang mang, sau đó đánh ra một kích. Oanh! Hai lực lượng khổng lồ trực tiếp va chạm với nhau, bầu trời bị vỡ ra, biến thành hai chủng màu sắc khác nhau. Bầu trời cả Quỳnh Hoa đảo ảm đạm không ánh sáng. Một chiêu này có xu thế quét ngang tất cả. Lý Vân Tiêu biết rõ đây là bởi vì thân thể đối phương đã bị trọng thương, nếu không dùng thực lực vũ quân của hắn căn bản không có khả năng chống lại đối phương. Phải biết rằng chân long bí pháp của đối phương tuyệt đối không dưới mình, mà cấp bậc vòng đồng kia càng có khả năng vượt qua Ngô Câu Xương Tuyết Minh của hắn. La Thanh Vân giờ phút này nội tâm phát khổ, hắn bắt đầu định dùng tinh thần công kích đánh tan đối phương, nhưng không thể ngờ đây là mua dây buộc mình, tinh thần lực của đối phương không chỉ có hơn xa chính mình, hơn nữa hồn thuật mạnh mẽ cực kỳ hiếm thấy. Đánh thân thể của hắn trọng thương, thắng bại khó nói. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Vậy mà có thể mô phỏng ra đại huyễn diệt quyền của Ngạo Trường Không đại nhân. Hơn nữa còn biết kiếm quyết của Cổ Phi Dương đại nhân. La Thanh Vân nhìn không được mở miệng hỏi. Một là hắn rất ngạc nhiên, hai là tận lực kéo dài thời gian, hắn có thể khôi phục thêm vài phần khí lực. A hát, lai lịch của ngươi không đơn giản A hát, chân long bí pháp không nói, vậy mà còn nhận ra quyền của Ngạo Trường Không và kiếm của Cổ Phi Dương. Đại nhân nhà ngươi là ai? Lý Vân Tiêu cũng tò mò hỏi tới. La Thanh Vân cảm giác im lặng, tiểu hài tử 15 tuổi hỏi hắn. Đại nhân nhà ngươi là ai? Tràng diện này cực kỳ buồn cười, nhưng hắn vẫn cười không nổi. Hừ, ta là người thế nào không cần ngươi quản, tuy không ta bị thương, nhưng muốn thắng ta thì nằm mơ đi. La Thanh Vân lãnh ngạo nói. Không bằng như vậy dừng tay, lấy tinh thạch bồi thường. Chậc chậc, tinh thạch bồi thường. Lý Vân Tiêu cười rộ lên, lộ ra vẻ tham lam, liếm liếm miệng nói. Trên người của ngươi chỉ ít có mấy trăm khối tinh thạch a. Ngươi có thể mang một khối, còn lại lưu lại. Cuồng vọng. La Thanh Vân giận dữ nói. Tiếp tục đánh tiếp nhất định là cục diện lưỡng bại câu thương, đến lúc đó bị người ta kiếm tiện nghi, một khối tinh thạch cũng không có, gặp quỷ đi. Hàn quang trong mắt Lý Vân Tiêu lóe lên, lãnh đạm nói. Dám ra tay với ta. Vậy phải có giác ngộ cái chết. Phải chăng tha cho ngươi hay không, còn phải xem tâm tình của ta. Sắc mặt La Thanh Vân đại biến, giận quá thành cười nói. Ha ha, tiểu tử thật cuồng vọng, nếu ngươi muốn chơi tới cùng, ta sẽ theo tới cùng. Cho rằng kiếm tiện nghi ta trọng thương thì có năng lực thắng ta sao? Hắn lấy một hạt châu xanh biếc ra, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, một ngụm cắn xuống. Hai đồng tử co rút lại, biến thành màu xanh quái dị. Trên người có khí chất quái dị bộc phát. Trong nội tâm Lý Vân Tiêu dùng mình, hoảng sợ mở to má ra, chỉ thấy thân thể La Thanh Vân bắt đầu xuất hiện biến hóa giống như trong tinh thần lao tù, dần dần yêu hóa thành long, nhưng càng quái dị và cường đại hơn. Hóa long yêu đan, không phải, trên đời này làm sao có hóa long yêu đan? Tiểu tử kia vừa rồi nuốt rốt cuộc là cái gì? Bang bang, bang bang. Trên người La Thanh Vân truyền ra từng tiếng tim đập mạnh. Vậy mà vang vọng rõ ràng trong tai mọi người, người ta cảm thấy tâm thần chấn động. Trên không trung, Phương Đức ba người khiếp sợ, mỗi lần tiếng tim đập vang lên, bọn họ cảm thấy huyết mạch bành trướng, từ tần suất đập đều đánh, không ngờ sinh ra khí chất bá đạo. Đã xảy ra chuyện gì? Quái lực này chẳng lẽ là đại năng yêu tộc? Tiểu tử kia vừa rồi nuốt cái gì thế? Ngươi xem thân thể của hắn hình như đang yêu hóa, hẳn là hóa yêu đan mới đúng. Trời ơi! Đây là hóa yêu đan rất mạnh sao? Ngươi xem thân thể của hắn, yêu hóa thành bộ dáng gì kìa? Vì sao hình dáng giống ác long trong truyền thuyết? Thôi đi pa ơi, đồ phá hoại. Long chi nhất tộc cũng chỉ là truyền thuyết hư vô mờ mịt, tương truyền đều là thập phương thần cảnh tồn tại. Làm sao có thể có hóa long yêu đan chứ? Một đám chấp pháp giả không ngừng thảo luận, nhưng mà tiếng tim đập càng ngày càng mạnh này làm huyết mạch của bọn họ càng nhộn nhạo, Hoàng Tiểu Long tạo bình chướng. Lập tức bao phủ mọi người vào trong, lúc này mới bình phục lại. Loại nhịp đập này làm huyết mạch sôi trào, nó bao phủ cả Quỳnh Hoa đảo, những đệ tử dự thi không may mắn như vậy, ngay từ đầu hai mắt dữ tợn, dần dần mất đi ý thức. Lý Vân Tiêu nhìn qua La Thanh Vân, trong mắt hiện lên một tia nhớ lại và khiếp sợ, thì thào lẩm bẩm. Loại cảm giác này, dĩ nhiên là long uy, khó trách chân long bí pháp của hắn cường đại như thế, có thể đánh nát tinh thần lồng giam của ta. Thì ra là có long chi huyết mạch. Thân thể La Thanh Vân đã biến thành yêu thú, trên trán có hai cái sừng,
thân thể dài ra, bộ dáng giống như ác long trong truyền thuyết. Tương truyền thượng cổ chân long chính là thiên địa sinh ra, vạn linh chi linh, nhưng không cách nào tự hành sinh sôi nảy nở hậu đại. Chỉ có thể kết hợp với chủng tộc cường đại khác, do đó có thể sinh sôi nảy nở. Nhưng làm thế khiến huyết mạch chân long càng ngày càng mỏng manh, càng có dị biệt cha mẹ sinh con trời sinh tính, có các truyền thuyết khác nhau. Vô số tuế nguyệt đến nay, trong sử sách Thiên Vũ Đại Lục đều có ghi lại, thỉnh thoảng có người mang long chi huyết mạch cường đại xuất hiện, có thể là yêu tộc, cũng có thể là nhân loại, còn có chủng tộc khác, cũng không đồng nhất. Nhưng đều không ngoại lệ là, những người mang long chi huyết mạch cường đại đều trở thành bá chủ một phương. Nhưng vô tận tuế nguyệt tới nay, đã không còn thượng cổ chân long chính thức ra đời, long chi huyết mạch cũng càng ngày càng mỏng manh, dường như có cảm giác chôn vùi trong dòng sông lịch sử. Lý Vân Tiêu, người đã bước ta tới trạng thái này, thật sự có chết cũng không tiếc. Khí thế trên người La Thanh Vân vô cùng cường đại, thân hình bị thương đã khôi phục lại, cho người ta cảm giác khó có thể địch nổi. Vèo. La Thanh Vân vừa dứt lời, thân thể lóe lên biến mất tại chỗ, tốc độ như thuấn di, một quyền đánh vào Lý Vân Tiêu. Thật nhanh. Lý Vân Tiêu kinh hãi, tốc độ này nhanh hơn mắt thường có thể nhìn thấy, chỉ có thể dựa vào thần thức cảm giác. Hắn cũng đánh ra một quyền, quyền kình hai người va chạm trên không trung, tất cả đều dựa vào khí lực thân thể, không vận dụng chân khí. Oanh! Hai người đồng thời bay ra ngoài, trong mắt yêu dị của La Thanh Vân như lồi ra, cả kinh nói. Làm sao có thể, người vậy mà bằng vào thân thể tiếp được một quyền của ta? Thân thể của ngươi là thế nào? Khí huyết toàn thân Lý Vân Tiêu quay cuồng, dưới làn da có huyết khí chấn động. Đối phương sức mạnh to lớn suýt nữa làm thân thể của hắn sụp đổ, phải biết rằng hắn có chí cường bá thể, cho dù là Vũ Tông cũng khó có thể tổn thương mảy may, long chi huyết mạch, quả nhiên cường đại như vậy. Tròn mắt La Thanh Vân bắn ra hung mang, ngưng giọng nói. Ta rốt cuộc biết bí mật cường đại của ngươi rồi, thần thức vô cùng cường đại và thân thể có thực lực Vũ Tông, mặc dù bản thân ngươi chỉ có tu vị Vũ Quân, khó trách có thể đánh chết Vũ Tông. Hơn nữa lông tóc ít bị tổn thương đi ra khỏi vũ chi kết giới. Sát khí trong mắt của hắn đại thịnh, nói. Cả thiên vũ tứ đại vực, giữa vô số hậu bối thiên tài, người có lẽ sẽ là địch thủ lớn nhất của ta. Hôm nay phải giết ngươi. Khí thế của hắn hung ác ngập trời, trên người tỏa ra khí tức ác long, hắn đứng tại chỗ nhưng không gian như sụp đổ, vô cùng khủng bố. Chân long thánh thể long hoàng đại lực mạch, chấn vỡ tất cả cho ta. Trên đầu cánh tay La Thanh Vân nổi gân xanh, lân phiến bao phủ cả cánh tay, biến lớn trên không trung, hắn đánh xuống một quyền chẳng khác gì núi nhỏ giáng xuống, không gian bốn phía như vỡ ra, giống như sơn băng địa liệt, muốn đánh chìm cả hòn đảo. Lý Vân Tiêu thần sắc vô cùng ngưng trọng, trận chiến đấu này có lẽ là gian nan nhất từ khi hắn trọng sinh tới nay, đối thủ trước mặt hoàn toàn có thực lực Vũ Hoàng. Mà hiện tại ánh mắt của tất cả chấp pháp giả đang nhìn qua hắn. Hắn không có khả năng gọi Đoạn Việt đến đánh chết La Thanh Vân. Giờ phút này quyền phong của La Thanh Vân giáng xuống, hắn không dám chậm trễ, trong nghi tâm có hào quang bắn ra, giới thần bi lập tức rơi vào trong tay, một khoa đầu văn màu vàng ngưng tụ trên bàn tay, trực tiếp vỗ vào giới thần bi, kim quang đại thịnh chân áp quyền mang. Đồng tử La Thanh Vân đột nhiên co lại, xem rõ ràng khoa đầu văn màu vàng thì hoảng sợ thất thanh nói. Thượng cổ kim văn, đây là bảo bối gì? Chẳng lẽ là cổ chi huyền khí? Oanh! Quyền mang đánh vào giới thần bi bị chấn động hào quang mất hết, bay trở về trong tay Lý Vân Tiêu. Sắc mặt La Thanh Vân âm trầm như nước, hắn bước nhanh trong hư không, trong miệng thì thào thì thầm. Hảo tiểu tử, trên người mang cổ chi huyền khí cùng thượng cổ kim văn. Ta hôm nay muốn giết ngươi, nhìn xem trên người của ngươi rốt cuộc có bí mật kinh thiên gì. Lý Vân Tiêu tâm thần đại chấn. Địa vị đối phương quả nhiên không đơn giản. Không chỉ có được long chi huyết mạch, hơn nữa kiến thức cực kỳ rộng, vũ chi kết giới, đại huyễn diệt quyền, kiếm quyết những thứ khó lộ diện này hắn vẫn nhận ra, hiện tại rõ ràng còn phân biệt ra thượng cổ kim văn. Tuy giới thần bi đẳng cấp hơn xa cổ chi huyền khí lên, nhưng nó là bảo bối thượng cổ hàng thật giá thật lưu truyền tới nay. Cho rằng kích phát long huyết thì thiên hạ vô địch, hôm nay ta muốn trấn áp Vũ Hoàng, rút long huyết. Trong mắt Lý Vân Tiêu bắn ra thần sắc ngoan lệ, hắn bắt pháp quyết, biển lửa ngập trời lập tức từ Choping giới thần bi phóng xuất ra, trong khoảnh khắc muốn đốt cháy tất cả, hỏa diễm quét qua nơi nào, nơi đó hóa thành cho bụi. Không tốt, ngọn lửa này là thế nào? Nhanh chóng mở kết giới ra.
Đám người Hoàng Tiểu Long chấn động, vốn đã đề phòng La Thanh Vân, nhưng không thể ngờ công kích phạm vi lớn như thế lại tới từ Lý Vân Tiêu. Ba người lập tức ẩn nấp vào hư không, sau một khắc xuất hiện ở ba nơi khác nhau, nhao nhao căng phòng ngự ra, lập tức vòng bảo hộ màu xanh hiện ra, kéo dài ra không trung hòn đảo, bao phủ phạm vi mấy trăm dặm vào bên trong. Lý Vân Tiêu thả biển lửa ra trùng kích biên giới kết giới, rất nhanh bị ngăn cản lại. Biển lửa này, Lãnh Tuyền vừa vặn chạy tới khu vực này, hoảng sợ nhìn qua tình cảnh bên trong, trên trán chảy mồ hôi lạnh, sợ hãi nói. Tiểu tử kia rốt cuộc chiến đấu với quái vật gì, cảm giác uy áp vừa rồi khiến ta không dám sinh ra lòng phản kháng. Cùng lúc đó, trong tòa lầu ở cạnh bờ hồ, Tân Bì ba người cũng vô cùng khẩn trương nhìn qua màn nước, tuy bọn họ không cách nào nhìn thấy kỹ càng tình cảnh. Nhưng mà tinh thạch hội tụ cùng một chỗ với nhau, thật lâu không thể tách ra, có thể thấy được chiến đấu kịch liệt không bình thường. Tân Bì cảm thấy hai tay đổ mồ hôi lạnh, hắn có thể khẳng định trong hai người này tất nhiên có một là Lý Vân Tiêu. Nghĩ đến phong thái tuyệt thế của thiếu niên kia, hắn không thể ngờ có người có thể chống lại. Sở Vũ cũng khẩn trương uống mấy chục chén trà, La Thanh Vân có thực lực thế nào hắn cũng không nhìn thấu, vốn cho rằng hắn hẳn quét ngang Quỳnh Hoa Đảo mới đúng. Vì sao đau khổ chiến lâu như thế vẫn không làm gì được? Biển lửa của Lý Vân Tiêu mở rộng ra, La Thanh Vân lập tức cảnh giác tạo phòng ngự ngăn cách hỏa diễm tới gần, biển lửa không thể tổn thương hắn, toàn bộ hình thành trạng thái chân không quanh người. La Thanh Vân nhìn chằm chằm giới thần bi một hồi, lãnh đạm nói. Hỏa diễm trình độ bực này, tuy mạnh hơn yêu hỏa bình thường một ít, nhưng mà lấy ra chiến đấu với ta, căn bản không làm nên chuyện gì. Hắn đánh ra một quyền, lập tức một đạo kình phong trực tiếp phá vỡ biển lửa, nó giống như gió trùng kích tới trước. Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười cười, khẽ nói. Đợi sau khi biến thành long nướng, hy vọng ngươi còn có thể nói lời này. Năm ngón tay của hắn điêm ra, đôi mắt ngưng trọng, nhẹ ngữ nói. Thiên La sát tràng, hỏa chi biến hóa, tất cả đều xuất hiện đi. Ầm ầm, một âm thanh nổ vang vọng thiên địa xuất hiện, đột nhiên một bóng lưng to lớn xuất hiện trong biển lửa, đánh thẳng vào quyền phong của La Thanh Vân. Phanh, bóng người này lập tức bị quyền phong đánh xuyên qua, tiêu tán trong vô hình. Đồng tử La Thanh Vân hơi co lại, lãnh đạm nói. Nguyên tố biến hóa bình thường mà thôi, cũng không có gì kỳ lạ quý hiếm. Hắn nhìn qua Lý Vân Tiêu mỉm cười không nói gì, đột nhiên trong nội tâm khẽ động, một loại chiến ý viễn cổ hư vô mờ ảo đột nhiên xuất hiện trong biển lửa, loại chiến ý này như hóa thành thực chất rót vào trong thân thể của hắn, đánh tan chiến ý của hắn. Xảy ra chuyện gì? La Thanh Vân lập tức hoảng sợ thất sắc, chỉ thấy ngọn lửa kia bắt đầu ngưng hóa thành một sinh vật, mỗi bộ phận thân thể tỏa ra vận ý khác biệt. Không có chỗ nào mà không phải là tồn tại đại năng mạnh mẽ. Đây không phải nguyên tố biến hóa đơn giản. Trời ạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lại còn mang theo chiến ý viễn cổ, có những thần niệm quái vật này ở đây, người rốt cuộc dùng trận pháp gì? Sắc mặt La Thanh Vân trở nên tái nhợt, trong lúc này trong thức hải của hắn chấn động, nghẹn ngào kêu lên. Thiên La Diễm Hỏa Đại Trận, ngươi cái này, con em ngươi, dĩ nhiên là cửu giai Thiên La Diễm Hỏa Đại Trận. Vậy còn đánh thế nào? Trời ạ! Hắn tức giận suýt nữa phun máu ra ngoài, loại cửu giai trận pháp này giết hắn như giết chó. Nhìn thấy sinh vật cực lớn lao thẳng về phía hắn, hắn lập tức sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Ân, không đúng, không phải cửu giai, cũng không thể nào như thế. Hắn cũng chỉ là vũ quân, dù nghịch thiên thế nào cũng tuyệt đối không thể thi triển ra cửu giai trận pháp. Đột nhiên sát khí hiện ra trong mắt La Thanh Vân, phẫn nộ quát. Ta hiểu rồi, là Thiên La Diễm Hỏa trận bị tàn phá, cho nên trận pháp này chỉ có chiến ý viễn cổ mà không có sát chiêu. Chỉ bằng vào một ít chiến ý viễn cổ này mà muốn đánh chết ta. Thiếu chút nữa bị ngươi hù sợ. Đột nhiên La Thanh Vân hét lớn một tiếng, thần thái hoảng sợ tan thành mây khói, mà chuyển biến thành thanh tỉnh. Hai tay của hắn năm ngón tay vang lên tiếng xương cốt đùng đùng, trên mu bàn tay của hắn không ngờ xuất hiện cốt nhận, nhìn qua vô cùng khủng bố. S.E.A.A, tất cả đều chết đi cho ta. Thân thể La Thanh Vân lập tức vọt lên, hắn chém thẳng vào sinh vật viễn cổ, những nơi cốt nhận đi qua, chiến ý viễn cổ và sinh vật hỏa diễm tiêu tán giống như cát bụi, không chịu nổi một kích. Tiểu tử này quả nhiên không đơn giản, Thiên La Diễm Hỏa Đại Trận cũng nhận ra. Trong mắt Lý Vân Tiêu mang theo vẻ mặt ngưng trọng, Thiên La Diễm Hỏa Đại Trận đã tổn hại không chịu nổi,
hơn nữa trận thể vẫn còn nằm trong giới thần bi, có thể phát huy uy lực cũng chỉ như thế. Hiện tại trừ khi kéo La Thanh Vân vào trong giới thần bi hoặc là cho Đoạn Việt đi ra, hắn cũng không có biện pháp gì ứng phó cho tốt. Mẹ kiếp, liều, chân long huyết mạch thì như thế nào, lão tử chính là kẻ chuyển thế trọng sinh a. Lý Vân Tiêu lập tức xông lên, nếu để cho La Thanh Vân phá vỡ đại trận này, đến lúc đó tình huống càng hỏng bét. Hắn một tay niết bí quyết, hắn chỉ huy giới thần bi chấn áp tới, một tay cầm Ngô Câu Xương Tuyết Minh thi triển kiếm quyết trảm kích từ trên xuống. La Thanh Vân lập tức đình trệ, vội vàng chém vào kiếm quang kia. Kiếm quyết của Lý Vân Tiêu chính là một trong ba đại kiếm quyết của Cổ Phi Dương, tuy thực lực hai người kém nhau thật lớn, nhưng hắn không dám lãnh đạm, còn có giới thần bi càng thần bí khó lường kia, cho hắn một loại cảm giác kiêng kỵ. Sinh vật nguyên tố trong trận pháp đạt được trì hoãn, lần nữa ngưng tụ lại, nó lao ra khỏi chiến trường viễn cổ. Các loại công kích đánh vào La Thanh Vân, lúc này chém giết thiên hôn địa ám, song phương bất phân thắng bại. Một đám phụ trách ở ngoài kết giới nhìn vào, cả đám trợn mắt há hốc mồm, mồ hôi lạnh đầm đìa. Hai tiểu bối này một mười mấy tuổi, một hai chục tuổi, không ngờ có thể trình diễn trận chiến đấu như Vũ Hoàng. La Thanh Vân biến thân cường đại, còn có Lý Vân Tiêu thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, đều là bí pháp bọn họ nghe cũng chưa nghe qua, có một loại cảm giác thích ý khi xem. Nhưng mà hiểm ác trong đó càng khủng khiếp. Long cong. Trường kiếm của Lý Vân Tiêu chém vào cốt nhận của La Thanh Vân, dùng xu thế toàn lực chém tới, âm thanh va chạm nghe mà rợn cả người. Sắc mặt La Thanh Vân hiện ra vẻ phẫn nộ, vội vàng dùng sức chấn ra. Trường kiếm của Lý Vân Tiêu là vật ngoài thân, sử dụng không chút đau lòng, mà cốt nhận chính là một phần thân thể của hắn giải ra, chính là thân thể yêu quý của hắn, hắn làm sao cam lòng lấy cứng đối cứng cơ chứ? Giới thần bi lúc này bị sử dụng như ngọn núi, hình thể trở nên khổng lồ. Mỗi lần đều trực tiếp tập trung vào La Thanh Vân, hung hăng đập xuống thật mạnh. Phanh! La Thanh Vân một quyền đánh lên giới thần bi, trong mắt đầy ngoan lệ chém thẳng vào Lý Vân Tiêu. Biển lửa bốn phía bắn nguyên tố ra ngoài, hóa thành từng cơn hỏa tuyến, nhanh chóng trói La Thanh Vân lại. Yêu lực toàn thân của hắn chấn động, lập tức giải khai hỏa diễm, lúc này nhìn thấy kiếm quang từ trên trời chém xuống. Vèo! La Thanh Vân nhanh chóng né tránh, vẻ mặt dữ tợn. Hung dữ nói ra. Muốn khống chế trận pháp, còn phải cần cổ chi huyền khí, hơn nữa công kích của ngươi, dùng tu vị chính là vũ quân, ta xem ngươi có thể chèo chống bao lâu, chờ nguyên khí của ngươi hao hết, ta sẽ giết ngươi. Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, mỉa mai nói. Ngươi đang an ủi chính ngươi sao? Xem ta là đồ ngu à? Ngươi vừa rồi nuốt đan dược, tất nhiên là ẩn chứa có một tia long khí, lúc này mới có thể kích phát long chi huyết mạch trong người của ngươi. Ta cũng rất muốn biết, là kéo dài càng lâu hay là ta yếu trước. Nhưng nếu như long khí của ngươi hao hết, cứ chờ bị ta rút máu đi. Sắc mặt La Thanh Vân đại biến, Lý Vân Tiêu nói chẳng khác gì đâm vào mệnh môn của hắn. Long khí chính là thiên địa thai nghén sinh ra, vạn phần khó được. Nơi có long khí dồi dào, lại hấp thu thiên địa tinh hoa mới có thể sinh ra chân long. Nhưng thiên cổ đến nay, chân long chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Chỉ có một ít nơi bí ẩn của Thiên Vũ Đại Lục còn có long khí sinh ra đời, nhưng không có cái nào không phải chí bảo. Nếu không bị Lý Vân Tiêu đẩy vào tuyệt cảnh, hắn làm sao lấy ra dùng? Nhãn lực thật độc. La Thanh Vân động dung, ngưng trọng nói. Nhưng mà ngươi Kree là tiểu tử 15 tuổi, thậm chí có thực lực và kiến thức như vậy. Thế lực có thể bồi dưỡng ra ngươi, trên đại lục tuyệt không phải vô danh. So với mấy thế lực siêu nhiên cũng chẳng kém gì. Trong nội tâm Lý Vân Tiêu hơi động một chút, thăm dò nói. Ngươi sao biết ta không phải là đệ tử của các thế lực siêu nhiên? La Thanh Vân cười nói. Đừng vội thăm dò ta, tiểu quỷ tâm cơ đúng là quá sâu. Trên mặt hắn hiện ra thần sắc kiên quyết, khí thế bắt đầu trở nên trầm ổn, ngưng giọng nói. Nếu ta và ngươi không thích hợp chiến lâu, không bằng một chiêu định thắng bại. Ta sắp thi triển chiêu này, nếu ngươi có thể tiếp được. Tinh thạch ngươi toàn bộ cầm lấy đi. Hỏa diễm bốn phía dường như nghe hắn nói như thế thì run rẩy, vậy mà nhao nhao lui ra phía sau. Ánh mắt Lý Vân Tiêu cũng trở nên ngưng trọng lên, hắn ngẩng đầu nhìn qua, dưới biển lửa chiếu rọi, thân thể La Thanh Vân chậm rãi bay lên bầu trời, che chắn ánh mặt trời. Yêu khí trên người La Thanh Vân vào lúc này tan đi, trên mặt của hắn sinh ra cảm giác thần thánh, làm cho người ta không nhịn được muốn cúng bái.
Một đạo kim quang đột nhiên hiện ra trong ngực của hắn, không ngừng xoay tròn trong hai tay của hắn, thân thể lập tức hóa thành hoàng kim. Tâm thần Lý Vân Tiêu đại chấn, hoảng sợ thất thanh nói. Thiên phú thần thông, dĩ nhiên là thượng cổ chân long thiên phú thần thông. Trong mắt La Thanh Vân kinh ngạc càng lớn, ngưng trọng gật đầu nói. Đúng vậy, chính là thượng cổ chân long huyết mạch truyền thừa thiên phú thần thông. Nhưng huyết dịch chi lực của ta quá mức mỏng manh, căn bản không cách nào thức tỉnh. Bằng vào long khí trong đan dược mới miễn cưỡng có thể thi triển ra. Chiêu thiên phú thần thông này chính là át chủ bài lớn nhất của ta. Nếu là ngươi có thể tiếp được thì ngươi thắng. Trong nội tâm Lý Vân Tiêu hoảng hốt, ý niệm xoay chuyển trong đầu. Thượng cổ một ít tồn tại tuyệt cường, bẩm sinh chúng có được thiên phú thần thông rời non lấp biển. Loại đại thần thông này sẽ từ huyết dịch truyền thừa cho hậu bối, chỉ có hậu bối tử tôn thực lực hoặc là nồng độ huyết dịch đạt tới trình độ nhất định thì có thể thức tỉnh tự nhiên. Thượng cổ chân long truyền thừa thiên phú thần thông, mặc dù là nồng độ huyết dịch của La Thanh Vân cực thấp, nhưng Lý Vân Tiêu cũng sinh ra chấn động. Đây dù sao chính là thần thông của thập phương thần cảnh A-H. Một chiêu này, tiếp hay là không tiếp? Không tiếp thì hắn có thể trực tiếp ném giới thần bi ra, trốn vào trong đó. Trừ phi là thượng cổ chân long phục sinh, tự mình thi triển ra thiên phú thần thông, nếu không tuyệt đối không có khả năng phá vỡ. Nhưng bởi như vậy thì bí mật về giới thần bi cũng bị đối phương nhìn thấu. Hơn nữa quan trọng hơn là, thiên hạ này còn không có vũ khí mà cổ phi dương hắn không dám tiếp. Một chiến ý chảy xuôi trong máu Lý Vân Tiêu. Sau khi trọng sinh tới bây giờ, hắn còn không có cảm nhận loại cảm giác bị áp bách này. Cho dù là chân long thần thông cũng không làm hắn chùn bước, chiến ý trong máu đã hồi sinh. Ngô Câu Xương Tuyết Minh trong nháy mắt này trở nên linh khí 10 phần, phát ra ánh sáng và tiếng kiếm minh. Lý Vân Tiêu nhìn trường kiếm trong tay, khẽ cười nói. Thì ra ngươi cũng là gia hỏa khát máu, nhưng mà lần này đứng cắn phải tấm thép A. Vẻ mặt của hắn tùy ý, cho dù là La Thanh Vân thì hắn cũng không để ở trong lòng, loại khí chất tông sư này ngay cả đám người phụ trách ở xa xa nhìn thấy cũng âm thầm khiếp sợ không thôi. Biển lửa bốn phía co rút lại sau đó chui vào mi tâm của hắn, hào quang trôi nổi quanh người của hắn, nhìn qua chẳng khác gì đom đóm, không biết xuất hiện từ chỗ nào. Đồng tử La Thanh Vân hơi co lại, nhẹ giọng lẩm bẩm. Ánh sao? Hắn đột nhiên trong nội tâm chấn động. Trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Chẳng lẽ là chiêu đó? Làm sao lại như vậy? Hắn rốt cuộc là người phương nào? Bảo kiếm trong tay Lý Vân Tiêu sinh ra hào quang yếu ớt, vậy mà hấp thu ánh sao và hỏa diễm bốn phía, trường kiếm giống như nước vậy mà biến thành đỏ thẫm. Ọt ọt, ít hầu La Thanh Vân khô khốc một hồi, sắc mặt của hắn tái nhợt. Hắn vội vàng thu liễm tâm thần, không dám phân tâm chút nào cả. Kích phát một chiêu thiên phú thần thông này áp lực rất lớn với hắn, không cẩn thận có khả năng bị cuốn vào trong đó, tan thành mây khói. Giờ phút này, không gian đột nhiên sinh ra biến hóa, dường như bị khí tràng của hai người gạt ra, tạo thành một không gian độc lập, biên giới dĩ nhiên biến thành hư vô. Vẻ mặt mọi người trên bầu trời ngưng trọng, con mắt không chấp cái nào, sợ bỏ qua bất cứ chi tiết nhỏ nhất. Tất cả mọi người nghiêm túc, cảm giác toàn thân như hồ dính. Đã sớm bị mồ hôi làm ướt đẫm toàn thân. Loại chiến đấu này có lẽ cả đời cũng chưa gặp qua lần nào. Xảy ra chuyện gì, một chiêu kia nếu ở trong lĩnh vực còn hiểu được, nhưng tu vị của hắn chỉ là vũ quân, vì sao có thể ngăn cản long uy của ta? Trong mắt La Thanh Vân hiện ra thần sắc khó hiểu, luận võ kỹ, thiên phú thần thông của hắn tuyệt đối không dưới một chiêu của Lý Vân Tiêu, nhưng mà hắn tu vị vượt qua đối phương. Mặc dù đồng thời có lĩnh vực tồn tại cũng không có khả năng chịu đựng được mới đúng. Lúc này đồng tử của hắn đột nhiên co rút lại, đột nhiên nhìn thẳng mi tâm của Lý Vân Tiêu, chỗ đó có một đạo ấn ký mây lửa, vậy mà ẩn ẩn lộ ý viễn cổ thần thánh, vậy mà không dưới long uy của hắn. Mẹ kiếp, tiểu tử này át chủ bài dường như vô cùng vô tận, vĩnh viễn không dùng hết. Nếu không giết hắn, mọi người sẽ sụp đổ. La Thanh Vân cũng không nhịn được nữa. Trong lúc này ngửa mặt lên trời hét dài, kim quang trên người nở ra như nụ hoa, một khí thế vô cùng bá đạo xuất hiện, dưới trời quang vậy mà hiện ra một long ảnh nhàn nhạt, có chút trợn mắt, ngưng mắt nhìn phía dưới. Trong nháy mắt hư ảnh chân long xuất hiện, trong nội tâm đám người phương Đức ở xa xa run lên, một loại sợ hãi từ sâu trong linh hồn sinh ra, làm cho bọn họ cảm thấy uy áp lớn lao, vội vàng vận chuyển chân khí ngăn cản. Tiếp một chiêu thiên phú thần thông của ta long ngự tứ cực.
Hai tay La Thanh Vân lật một cái, long ảnh trên bầu trời phát ra tiếng long ngâm vang vọng thiên địa. Hư ảnh chân long gào thét lao xuống, thời gian một này giống như trải qua ngàn vạn năm, xuyên thẳng qua vô số thời không, đủ làm nổ nát cả thế giới. Trên mặt Lý Vân Tiêu huyết sắc tái nhợt, Ngô Cầu Xương Tuyết Minh trong tay lúc này run rẩy rên rỉ. Bình tĩnh một chút, Lý Vân Tiêu nhẹ giọng quát, một tiếng phượng hoàng phá thể bay ra, không gian bốn phía lúc này bị hỏa diễm hòa tan, nhanh chóng áp xúc lại và bị hút vào trong bảo kiếm. Không chỉ có như thế, nguyên khí trong vòng ngàn dặm bị Ngô Cầu Xương Tuyết Minh hút không còn. Một hư ảnh phượng hoàng ngủ đông xuất hiện, nó bao phủ cả vùng đất, đối lập với hư ảnh chân long kia. Chân long thì như thế nào? Bóng dáng Lý Vân Tiêu xuất hiện trong hư ảnh phượng hoàng ngẩng đầu lên, khí chất toàn thân đã khác trước, hai mắt của hắn như sao trời, dùng giọng nói thiên cổ không thay đổi. Dưới kiếm quyết của ta, Trảm Tú Cực, đoạn long thân của ngươi. Hàng tỷ sao trời cũng bị kiếm của ta chảm phá. Kiếm chảm tinh thần. Ngô Cầu Xương Tuyết Minh phát ra âm thanh bén nhọn, hư ảnh phượng hoàng theo kiếm thế vung lên, hóa thành một đạo kiếm quang kinh thế chém thẳng vào long ảnh. Những nơi đi qua không gian vặn vẹo và sụp xuống, hóa thành bóng dáng của kiếm này, quy về hư vô. Oanh! Hai lực lượng rốt cuộc cũng va chạm vào nhau, trong lúc nhất thời, tâm thần tất cả mọi người trên Quỳnh Hoa đảo triệt để thất thủ, cảm thấy trời sập đất nứt, cả hòn đảo như sắp bị nhấn chìm. Trên không trung có cực quang khuyết tán ra, nhanh chóng tỏa ra bốn phía, thôn phệ toàn bộ chiến trường vào bên trong, trung tâm của cực quang là hắc động, lực lượng cắn nuốt của nó rất mạnh. Vậy mà đánh vỡ hư không, một lỗ đen to lớn xuất hiện trên Quỳnh Hoa đảo. Lúc trước Phương Đức và ba người bố trí kết giới yếu ớt như vỏ trứng, đã sớm vỡ tan, không còn tồn tại. Những chấp pháp giả này ở gần cực quang, tất cả đều bị lực lượng khổng lồ thôn phệ, dốc sức liều mạng vận chuyển chân khí ngăn cản. Trên tòa lầu cạnh bờ hồ, một mực ba người khẩn trương nhìn qua màn nước, trong lúc này nhao nhao mở cửa sổ nhìn ra ngoài. Chỉ thấy hồ Minh Tâm sóng gió ngập trời. Sóng nước vỗ bờ, giống như sóng thần đang lan tới. Xảy ra chuyện gì? Hoắc Sâm cau mày nói. Tuy Hồ Minh Châu tiếp giáp với Nam Hải, nhưng vẫn gió êm sóng lặng, khí hậu vững vàng, vì sao hôm nay sinh ra sóng cồn như thế? Lúc này bên cạnh bờ hồ có không ít đệ tử trẻ tuổi nhận thua bị mang ra, đều nhao nhao lui ra phía sau. Sắc mặt Tân Bì dùng mình, cau mày nói. Trong sóng biển này mang theo nguyên khí chấn động rất mạnh. Chẳng lẽ là con người tạo ra? Hoắc Sâm cả kinh nói. Cái gì, chẳng lẽ có người ngoài gây sóng gió trên hồ Minh Tâm? Mục tiêu không phải là Quỳnh Hoa đảo A. Sắc mặt Sở Vũ âm trầm, lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ các ngươi không cho rằng sóng biển là từ Quỳnh Hoa đảo tuôn ra sao? Hoắc Sâm khẽ giật mình, lập tức cười ha hả, nói. Ha ha, Sở Vũ huynh sức tưởng tượng thật sự là phong phú. Quỳnh Hoa đảo cách nơi này ngàn dặm, lực lượng làm sao có thể tạo ra sóng biển đánh ra xa ngàn dặm như thế được. Thần sắc Tân Bì cũng khó nhìn, nhìn qua nơi xa. Phương hướng này, thật sự là Quỳnh Hoa đảo. Hoắc Sâm cùng Sở Vũ đều biến sắc, trên trán xuất hiện mồ hôi lạnh. Trùng kích mạnh mẽ như vậy, cho dù là cường giả Vũ Hoàng ra tay cũng chưa chắc tạo ra được. Ba người nhìn nhau, tâm thần chấn động, vội vàng trở lại trong tòa lầu nhìn qua màn nước. Gần ngàn khối tinh thạch dường như có dấu hiệu biến hóa. Đám chấp pháp giả trên không Quỳnh Hoa đảo sau khi trải qua trùng kích cường đại, rốt cục cảm giác được thái bình, không ngừng mở mắt ra nhìn bốn phía. Chỉ thấy trên bầu trời vẫn cảnh tượng điều hưu, dường như còn xuất hiện khe hở màu đen, điện quang không ngừng lập lòe trên không trung. Cả bầu trời bị xé như vải vóc, các loại năng lượng tỏa ra các nơi, cảnh tượng rách nát này làm ba đại cao thủ trợn mắt há hốc mồm. Dưới hòn đảo càng là làm cho người ta giật mình là, nó bị đánh sụp một góc. Vị trí Lý Vân Tiêu đứng lúc trước, phương viên trăm dặm đều là nước biển, cả Quỳnh Hoa đảo bị đánh ra một cái đôn, thành cái hố trên đảo. Cái này, tất cả mọi người cảm thấy sướng sống lạnh toát, thiên băng địa liệt, thật sự là thiên băng địa liệt a hát. Phương Đức đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, thần thức nhanh chóng bao trùm tất cả, vội vàng nói. Hai người kia đâu, Lý Vân Tiêu đi đâu? Đồ Lỗi cùng Hoàng Tiểu Long vội vàng tìm kiếm. Trong lúc này, trên bầu trời vỡ ra một hình tròn nhỏ, dần dần phóng đại, bốn phía hình tròn là một vòng đồng chèo trống. Thiên Linh Hoàn. Đồ Lỗi cả kinh, lập tức vui mừng quá đỗi, kích động nhìn lại.
Quả nhiên một bàn tay đầy lân giáp vươn ra, ngay sau đó thân thể La Thanh Vân gian nan leo ra khỏi đó. Lân giáp trên người rơi ra phân nửa, trở thành nửa người nửa yêu, toàn thân huyết nhục mơ hồ. Sau khi hắn gian nan leo ra thì rơi từ trên không sống, rơi thẳng xuống đất. Giờ phút này phía dưới đã không phải là mặt đất, mà là nước biển mấy trăm dặm. Đồ Lỗi cả kinh, muốn xông lên cứu hắn. Lại đột nhiên một đạo nhân ảnh chớp động ngăn ở trước người hắn, chính Phương Đức, sắc mặt âm trầm nói. Như thế nào, chúng ta là người phụ trách chấp pháp, người muốn can thiệp vào tranh đấu của đám đệ tử sao? Đồ Lỗi sững sờ, lập tức giận dữ lên, quát. Phương Đức, thắng bại đã phân, ta cứu hắn có gì không thể. Phương Đức thần thức quét qua, cũng không có phát hiện Lý Vân Tiêu, đã đoán hắn bị chôn vùi dưới biển, tâm tình cực độ không xong, trong mắt nộ khí bắn mạnh ra, cười lạnh nói. Cho dù phân thắng bại, người có quyền gì cứu hắn? Trừ phi chính hắn hô nhận thua, nếu như không nói, tinh thạch trên người của hắn phải giao ra toàn bộ. Ngươi! Đồ Lỗi giận dữ, khí thế trên người bạo phát ra, lạnh giọng nói. Phương Đức, đừng vội cầm quy củ áp ta, hẳn là ngươi cho rằng ta sợ ngươi. Phương Đức cũng không giữ lại chút nào, vận chuyển chân khí toàn thân, hai người đối nghịch trên không trung, dường như chiến đấu hết sức căng thẳng. Hoàng Tiểu Long ở bên cạnh nói. Đồ Lỗi, ngươi làm cái gì vậy? Phương Đức nói đúng, chúng ta đúng là không có quyền lợi can thiệp chuyện xảy ra trên đảo. Trừ phi có đệ tử trực tiếp hô nhận thua, đây là quy củ do cả ba phe định ra, hẳn là ngươi muốn vi phạm hay sao? Hắn chính là người Mộc Húc Đế Quốc, trông thấy Lý Vân Tiêu sinh tử không rõ, tâm tình thật tốt. Giờ phút này La Thanh Vân rơi vào, lập tức rơi xuống biển, sinh tử chưa biết, hắn càng cao hứng khó nhịn, hắn ước gì La Thanh Vân chết đi. Cho nên hắn nhẹ nhàng bước ra một bước, đứng bên cạnh Phương Đức, cho thấy lập trường của mình. Ngươi! Đồ Lỗi chán nản, không nói hắn không cách nào lấy một địch hai, hơn nữa Hoàng Tiểu Long nói có lý. Hắn cũng không có quyền lợi đi cứu bất cứ người nào. Mà trơ mắt nhìn La Thanh Vân rơi biển lại không cam lòng. Thời điểm ba người kiềm giữ lẫn nhau, lỗ hổng trên bầu trời do thiên linh hoàn tạo ra biến mất. Cả bầu trời khép lại, phát ra tiếng vang nặng nề. Sau một khắc, thiên linh hoàn biến lớn, trực tiếp hiển hiện trên mặt biển, hào quang đại phóng. Thân thể La Thanh Vân trực tiếp rơi vào hào quang này, vậy mà không có rơi xuống biển. Cái này, Phương Đức và Hoàng Tiểu Long há hốc mồm, bị trọng thương như thế, ngay cả khí tức sinh mệnh còn không có, lại còn có lực lượng điều khiển huyền khí. Đồ Lỗi đột nhiên cười to. Lúc này La Thanh Vân trên thiên linh hoàn, thân thể tại chậm rãi hoạt động, dường như muốn giãy giụa đứng lên. Phương Đức không có cam lòng, nghiến răng nghiến lợi nói. Trùng kích cường đại như thế vẫn không chết, chẳng lẽ tiểu tử này có thân thể bất tử hay sao? Ha ha! Đồ Lỗi thoải mái cười to, tâm tình vô cùng tốt, nói. Không biết thiên linh hoàn đó là huyền khí đẳng cấp gì, không ngờ có thể mở hư không, ẩn vào trong đó. Tiểu tử này nhất định là vào lúc hai chiêu va chạm trực tiếp trốn vào trong hư không, lúc này mới sống sót sau tai nạn. Về phần Lý Vân Tiêu nha. Hắn cười không khép miệng, nói. Ha ha, tất nhiên đã tan thành mây khói rồi. Thiếu niên thiên phú cường đại như thế, bỏ mặc hắn tại Hỏa Ô Đế Quốc phát triển, đối với hai nước khác mà nói đều là uy hiếp thật lớn. Hiện tại tan thành mây khói, rốt cục giải quyết được một cọc tâm sự. Tuy Hoàng Tiểu Long cũng thở ra một hơi, nhưng nội tâm vẫn không yên, hắn nhìn qua Phương Đức đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào La Thanh Vân, trong ánh mắt mang theo thần sắc lập lòe bất định. Thần thức của mọi người quét qua cả Quỳnh Hoa Đảo vài lần, đều không có cảm giác được Lý Vân Tiêu tồn tại. Lại liên tưởng đến uy lực một kích vừa rồi, mà Lý Vân Tiêu chỉ có tu vị vũ quân, chắc chắn đã biến thành cho rồi. La Thanh Vân vào lúc này trạng thái rất không xong, lân phiến trên người chóc ra một nửa, bộ dáng cực kỳ thê thảm. Trạng thái yêu hóa từ từ cởi bỏ, khôi phục bộ dáng thanh niên tuấn lãng, nhưng mà huyết nhục mơ hồ, nguyên khí đại thương. Nghĩ tới thời khắc đối mặt tử vong vừa rồi, mặc dù cường đại như hắn toàn thân cũng lạnh run. Nếu không có thiên linh hoàn phá vỡ hư không trốn đi, sợ rằng hắn cũng như Lý Vân Tiêu, biến mất trong phiến thiên địa này. Hắn thở phì phò, nhìn qua mặt đất đã biến thành biển cả, trong nội tâm hoảng sợ không ngừng. Ánh mặt trời chiếu thẳng xuống biển, chiếu lên người của hắn, hắn có cảm giác ấm áp sống sót sau tai nạn, thoải mái nói không nên lời. Ân,
Hắn nhíu mày lại nhìn qua bóng mặt trời dưới biển, mặt trời có màu đỏ tươi. Xảy ra chuyện gì? Vì sao mặt trời biến thành màu đỏ? La Thanh Vân khó hiểu ngẩng đầu lên, toàn thân chấn động. Trên bầu trời mặt trời vẫn tỏa sáng, hoàn toàn không hợp với cái bóng dưới biển. Ti! La Thanh Vân hoảng hốt, đột nhiên cảnh giác được cái gì đó, hắn nhìn xuống mặt biển, lập tức phát hiện cái bóng phía dưới biến thành đỏ như máu, chính giữa vòng tròn xuất hiện đồng tử, tản mát hào quang yêu dị. Không tốt, là tinh thần công kích. Thức hải của hắn lập tức đau đớn, đầu óc ông một cái, thoáng mất đi ý thức. Nhưng mà trong nháy mắt vừa rồi, sau một khắc hắn phát hiện mình đang ở trong thế giới kỳ dị, bốn phía đều là hư không vô tận. Ở phía trước có một thân ảnh giơ nắm đấm lên cao. Ngạo Trường Không. La Thanh Vân thấy rõ thân ảnh bóng dáng cao lớn đó, tâm thần đại chấn, hắn khó mà tin nổi. Dĩ nhiên là Ngạo Trường Không, một quyền kia là Đại Huyễn Diệt Quyền. Tại sao có thể như vậy, hắn không phải đã chết sao? Giờ phút này hắn lạnh cả người, chính mình vậy mà bị kéo vào tinh thần lao tù của Lý Vân Tiêu lần nữa. Hiện tại chân than đã trọng thương, làm gì còn khí lực đào thoát, trơ mắt nhìn qua một quyền kia đánh tới, tuy tốc độ cực nhanh, nhưng hắn nhìn như trải qua vô số năm tháng tra tấn, sợ hãi cùng tuyệt vọng tràn ngập cả nội tâm, sống không bằng chết. Cảm xúc mặt trái của La Thanh Vân bị tinh thần cường đại này kích phát, hắn quỳ xuống, vẻ mặt sợ hãi la lớn. Dừng tay, dừng tay, ta nhận thua, ta nhận thua. Đáng tiếc nơi này là tinh thần không gian, mặc dù hắn hô to nhận thua, trừ Lý Vân Tiêu ra thì không có ai nhìn thấy. Thời điểm quyền ảnh Ngạo Trường Không tới trước mặt của hắn, đột nhiên đình trệ lại. Cả thân ảnh cứ như vậy bắt đầu văng tung tóe, dần dần tiêu tán, mà hư không vô tận cũng trở nên vặn vẹp, trong nháy mắt lại xuất hiện trên Quỳnh Hoa Đảo. Thân thể La Thanh Vân quỳ trên Thiên Linh Hoàn, đổ mồ hôi như mưa, vẻ mặt đầy hoảng sợ, toàn thân bởi vì sợ hãi mà run rẩy không ngừng. Đồng tử huyết sắc tỏa ra khí tức yêu dị biến trở về thành đôi mắt sáng như sao, giống như nó vẫn ở nơi đó, như ngôi sao bình thường trên bầu trời. Dầm ào ào. Mặt nước đột nhiên nổ tung, một đạo thân ảnh như cá lao ra khỏi mặt nước, thân ảnh này tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Thân ảnh kia mảnh mai mà độc lập, nước biển bắn ra ngoài, sắc mặt của hắn tái nhợt, lăng không mà đứng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 22.